Bởi vì chắp tay niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục được gặp nhau để chia sẻ bản kinh Lăng Nghiêm. Thì trong các thời trước chúng ta đã học xong cái phần thu thất đại, từ tứ đại phải không? Đất, nước, gió, lửa, không đại, kiến đại và thức đại. Thì theo cái dạy của Đức Phật, đất, nước, gió, lửa, không đại, thức đại và kiến đại đều là Như Lai tạng tâm thanh tịnh trùm khắp pháp giới mười phương. Có nghĩa là tất cả những cái mà từ trước đến giờ chúng ta cho nó là vật chất. Ví dụ như thân tứ đại chúng ta là cái thân vật chất. Thân chúng ta chỉ có mấy chục kilô ở quanh quẩn ở đây thôi. Nhưng bây giờ là cái đó lại là cái thanh tịnh trong khắp pháp giới. Tức là cái dạy của Đức Phật đối với tất cả những cái thấy nghe của chúng ta, tất cả những cái pháp giới mà chúng ta có thể tiếp nhận được, những cái ấy đều thanh tịnh trùm khắp pháp giới. Tất cả các pháp mà theo cái thấy nhìn của thế gian, nó là vật chất, nó là thường tình. Nhưng mà riêng cái nhìn của Đức Phật nó đều là thanh tịnh. Đối với Đức Phật, đất là thanh tịnh, nước là thanh tịnh, gió là thanh tịnh, lửa là thanh tịnh, là Như Lai tràn tâm trùm khắp pháp giới. Tùy theo cái nghiệp của tất cả chúng sanh mà có được cái khác nhau. Ví dụ như đất này nó là trùm khắp pháp giới rồi, cái thân tứ đại của chúng ta tùy theo cái nghiệp của mình mà hình thành một cái loại thân tứ đại khác nhau. Mặc dù chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta cũng có vài chục ký lô, trong đó có đất, có nước, có gió, có lửa đầy đủ. Nhưng mà nó không phải là thân vật chất. Mà cái thân này tùy theo cái nghiệp tập của chúng ta, nó thọ cảm một cái thân khác nhau. Nhưng mà thân nó được gọi là một cái sự cô động của nghiệp tập, sự tích góp cái tứ đại của mười phương pháp giới này hình thành cái thân vật chất này. Chứ còn nếu mà chúng ta không còn bị kẹt, bị vướng thì thân này nó lại trở lại cái Như Lai tàng tâm trùm khắp pháp giới kia. Thì sau khi mà thu tứ đại rồi, tới không đại, thức đại, kiến đại, thì coi như là xong cái phần khai thị của Đức Phật. Và đến chỗ này, đến đoạn này, thì người mà đại diện cho trong hàng đệ tử Đức Phật đó là Ngài A Nan. Ngay từ đầu cái nhân duyên của Ngài A Nan đến để cầu pháp Đức Phật, Đức Phật dạy riêng cho Ngài A Nan, cũng như Ngài A Nan đại diện cho tất cả chúng sanh, trong đó có chúng ta, đại diện để cầu pháp đối với Đức Phật. Thì nhân duyên mà Ngài A Nan cầu pháp đó để Đức Phật dạy ra bản kinh Lăng Nghiêm này, và Đức Phật muốn chỉ dạy cho tất cả chúng ta mỗi mỗi cái duyên trần trong pháp giới mười phương này. Hay nói khác hơn, pháp giới mười phương này vốn thanh tịnh, vốn là Như Lai tạng tâm trùm khắp. Chứ không có cái gì không phải là Như Lai. Nhưng mà cái người chưa ngộ như chúng ta, thì chúng ta nhìn thấy mọi duyên, mọi cảnh, mọi điều là có một cái sự sai biệt trong đó. Vì chúng ta còn phân biệt, Cho nên chúng ta thấy nó không phải là thanh tịnh. Như cái cõi giới chúng ta, cõi ta bà chúng ta, ai mà chưa giác ngộ thì xem đó là cõi ô trược.
Nhưng mà khi người đó giác ngộ rồi thì cõi chúng ta đang ở, nơi chúng ta đang ngồi ở đây, nó chính là cực lạc, chứ không phải cực lạc là một cái cõi ở phương xa, không phải là cái cõi ở phương Tây, vân vân. Thì đó, cái nhìn của ở trong bản kinh Lăng Nghiêm và cái nhìn của những người mà chuyên môn tu hành, hay khi mà họ đạt đến cái chỗ mà Phật Tổ chỉ dạy thì họ đều nhận ra được cái Như Lai Tàng Tâm trùm khắp pháp giới. Đó là cái chỗ, cái cõi quốc thanh tịnh của tất cả chúng ta, chứ không phải là cái chỗ riêng của Đức Phật nào. Tất cả những người đến chỗ này đều cảm nhận được cái đó. Cho nên cái người nào mà cảm nhận được cái Như Lai Tàng Tâm trùm khắp pháp giới, vốn đã thanh tịnh từ ngàn xưa tới giờ, tất cả mọi cái thấy, nghe, nhận biết của chúng ta đều vốn tự thanh tịnh từ ngàn xưa tới bây giờ, thì người đó xem như được gọi là ngộ đạo. Thì đến ở đây, Ngài A Nan bắt đầu nhận ra được cái Như Lai Tàng Tâm trùm khắp pháp giới của chúng ta. Tất cả những cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết từ xưa giờ nó vốn là Như Lai Tàng Tâm trùm khắp pháp giới. Thì người đó sẽ ngộ. Và ở đây Ngài A Nan cũng đã nhận biết được điều này. Thì trong văn kinh, nói khi đấy Ngài A Nan và đại chúng được nhờ Đức Như Lai khéo léo chỉ dạy, khiến cho thân tâm rỗng rang được chỗ không ngăn ngại. Bấy giờ cả đại chúng, mỗi người đều tự biết tâm trùm khắp cả mười phương, thấy hư không trong mười phương như xem một lá cây hay một đồ vật trong bàn tay. Tất cả sự vật hiện có trong thế gian đều là tâm bồ đề nhiệm màu sáng suốt sẵn có, tâm tính viên mãn, khắp giáp, hàm chứa mười phương, xem trở lại thân do cha mẹ sinh, giống như thổi hạt bụi nhỏ trong mười phương hư không, hoặc còn hoặc mất chẳng khác, hòn bọt nổi trên mặt biển, yên lặng, thênh thang, dầu sinh, dầu diệt, cũng không dính dáng gì, tự biết được rõ ràng, tâm sẵn có, nhiệm màu thường trụ, chẳng diệt. Đây là cái đoạn kinh diễn tả cảnh giới ngộ đạo của A Nan và đại chúng. Chúng ta lắng nghe một cái cảnh giới hết sức là tuyệt vời. Thực sự nếu mà từ trước đến giờ mà chúng ta nghe kỹ, thì chúng ta sẽ cũng à lên giống giống như các vị này. Và ai mà cảm giác chúng ta có một cái giống giống như các vị này là coi như chúng ta đã ngộ đạo. Chúng ta hãy lắng nghe cái đoạn ngộ đạo. Đây là một cái đoạn mà có những câu hết sức là ngắn ngủi, nhưng mà nếu chúng ta ở trong chuyên môn thì chúng ta sẽ cảm nhận được một cái điều của tất cả những người con Phật. Khi mà chúng ta học Phật đã đến vị trí này, ta sẽ cảm nhận được cảnh giới linh thiêng nhiệm màu này. Đây là một cảnh của cái người bắt đầu nhập tánh. Giống như cái đoạn cuối của cái hồi sáng chúng ta trả lời cho mỗi chú Phật tử nói tới cái đoạn nhập tánh, thì ở đây nó diễn tả một cách rất giống với nhau. Rất giống với nhau, quý vị sẽ nghe. Tức là lúc mà Đức Phật đã nói tới cái phần thu tới cái thức đại rồi, thì cả đại chúng cùng Ngài A Nan nhận ra được cái chỗ, cái điều mà thất đại đều là Như Lai Tràng Tâm trùm khắp pháp giới. Thì tất cả đại chúng đều nhận biết một cái thứ nhất á, thân tâm rỗng rang không có chỗ ngăn ngại. Đây là một cảnh giới thông thân thông tâm để hòa nhập trong pháp giới tánh. Ra người nào mà nói ngộ tánh, tức là cái phúc mà người đó nhập tánh á, cái thân nó bình thường, rồi cái tâm mình nó yên yên, vậy là ngộ tánh, không phải. Cái phút giây này toàn cái thân tâm chúng ta gần như có một cái phen bị phá vỡ mất, cái thân gần như bị tan biến thành không lúc này. Cho nên người ta thấy cái thân thông, thân nó rỗng, thân chúng ta phút chốc này nó không còn, thân không còn và tâm lúc này cũng không còn, cả thân lẫn tâm lúc này đều biến mất. Một thoáng xảy ra như vậy, tức là cái phút giây mà người ta nhập tánh là toàn thân tâm đều tan biến. Thì cả đại chúng ở đây bắt đầu cảm nhận được một điều thứ nhất là thân tâm không còn chỗ nào ngăn ngại, tức là thân đã thành không. Nếu cái thân vật chất chúng ta còn thì chúng ta bị ngăn ngại, nhưng mà phút giây đó là thân tâm rỗng lặng thênh thang, cả thân cũng rỗng lặng trong phút giây này. Chứ không phải là chúng ta ngồi chúng ta chỉ biết, hoặc là chúng ta yên chúng ta ăn, chưa đó đâu hết. Chúng ta phải có một cái cảm giác này xảy ra thật sự với chính bản thân mình. Dù là chúng ta đang nói chuyện, dù là chúng ta đang đi, chúng ta đang nằm, hoặc là chúng ta đang làm một cái điều gì đó, nhưng mà cái chuyện này xảy ra với chính mình. Tức là cái phút này gọi là nhập tánh.
Lúc là chúng ta hòa nhập trong pháp giới tánh toàn chân này thì thân và tâm tự động rỗng mất, tan biến hoàn toàn. Chứ người đó không có còn thân, còn thân là không phải. Tức là phút giây này được gọi là cái phút mà ngũ uẩn giai không. Thì cả thân lẫn tâm đều một thoáng biến mất. Và nếu người nào mà cái phước duyên lớn á, cái thoáng biến mất thân này, họ để yên để cho chết rất sâu trong đó. Và cái cảm giác này càng lúc nó càng sâu, để chúng ta hoàn toàn không còn có cái biết như ngày nào nữa. Từ trước đến giờ chúng ta sẽ thấy, chúng ta biết, chúng ta nghe, chúng ta biết, chúng ta ngửi, chúng ta biết, chúng ta nếm, chúng ta biết, cái thân chúng ta thức chạm, chúng ta biết, hoặc là ý chúng ta khởi nghĩa, chúng ta biết. Còn lúc này là hết đi cái biết đó một phen. Tức là cái biết quen thuộc của lục căn ngay từ giờ phút này tắt mất, không còn. Tất cả những cái chuyện xảy ra nơi thân tâm một phen gần như là bị tắt hẳn đi, tắt hẳn đi. Nếu mà chúng ta cảm giác được cái điều này thì biết rằng chúng ta chuẩn bị thật sự, chúng ta đang chuẩn bị chết thật sự. Đó cho nên là thật sự chết, chỗ này là cái cảnh giới thật sự. Và cái chỗ này nếu chưa xảy ra một lần trong đời mình thì mình có hiểu đạo cái cỡ nào đi nữa cũng là cái hiểu của tri thức. Đó là cái chỗ để chúng ta biết mình tới hay chưa từ xưa tới giờ. Những người tu mà chưa có một lần xảy ra cái điều này thì chưa gọi được người là cái người đó là ngộ đạo, sáng đạo hay là hiểu đúng chân lý. Tới đây là mới được gọi là hiểu đúng chân lý. Tại vì khi người ta đã hòa nhập tự động, cái trí tuệ nó được tương ưng để hòa nhập, chứ không phải là cái người ở ngoài hiểu vào. Không phải. Nếu chúng ta bị rớt xuống nước rồi chúng ta tự động bị ướt, chúng ta đã là cái ướt của nước rồi, không còn lý luận cái chuyện khác được. Thì lúc này chúng ta đã là ướt rồi chứ không có còn chuyện khác nữa. Thì lúc này khi mà toàn thân tâm rỗng lặng, không có chỗ ngăn ngại, là người ta thành cái gì nữa chứ không phải là thành cái thân có chút xíu ngồi đây. Lúc này chúng ta không còn là cái thân có một tí xíu ngồi đây trong cái phút giây đó. Một cảnh giới hết sức là tuyệt vời, mà chỉ có người có đủ cái phúc duyên mới có thể rớt được vào trong này một lần trong đời của mình. Và lần đó trở về sau là gần như chúng ta không còn lầm lẫn cái gì trong trần gian này nữa, được gọi là thấu hiểu chân lý. Chừng đó mới gọi là thấu hiểu. Lúc đó cái não bộ không còn hoạt động để hiểu, để biết. Chứ nếu như não bộ chúng ta còn hoạt động để hiểu thì chưa phải. Thật ra từ trước đến giờ tất cả những chân lý mà chúng ta đã học, những điều mà chúng ta đã tu, chúng ta đã biết, chúng ta phân định, chúng ta nhận xét để rồi mình có một cái kết luận đúng sai, thì đó là cái của tâm thức. Chúng ta còn thấy có chỗ này đúng, chỗ kia sai, chỗ này phải, chỗ kia quấy, chỗ này thanh tịnh, chỗ kia không thanh tịnh. Chúng ta thấy còn vui và buồn trong cái cảnh giới hiện đang xảy ra nơi tâm của chúng ta, thì chỗ đó chưa phải. Chỗ đó chưa phải. Cảnh giới nhầm tánh là chết đi cái thanh tịnh và cái động loạn. Hai cái đó tắt mất trong phút giây này mới được gọi là cái người ngộ. Đó thì cái cảm giác đầu tiên của Ngài A Nan và đại chúng á, thân tâm rỗng rang, tức là mất thân, mất tâm. Đúng là mất thân. Mất thân thì cái thân không còn trọng lượng nữa, chúng ta ngồi đây như là không có thân. Và mất tâm là hoàn toàn không có buồn, thương, giận, ghét xảy ra trong giờ phút này. Hoàn toàn những ý niệm nhớ quá khứ, vọng hướng, tương lai hoàn toàn tan biến mất. Không còn bất kỳ một cái lận cận hơn thua mà nhớ nhung này nọ kia, gần như không còn nữa. Hoàn toàn tan biến phút giây đó. Bây giờ tất cả đại chúng, mỗi người đều tự biết cái tâm trùm khắp pháp giới cả mười phương. Thấy hư không mười phương như xem một lá cây hay một đồ vật trong lòng bàn tay. Chúng ta thấy dễ sợ không? Bây giờ mình thấy về hư không lớn hơn mình không? Lớn hơn đúng không? Chúng ta là những người đang ở trong hư không mà, ở trong có một xíu siêu của hư không mà. Nhưng mà phút giây mà chúng ta tan biến được thân tâm mình thì hư không sẽ trở thành như một lá cây ở trong lòng bàn tay của chúng ta, như là một vật trong lòng bàn tay của chúng ta. Chúng ta mới thực sự là người trùm khắp pháp giới. Và phút giây này ở mười phương pháp giới được chúng ta rõ, chúng ta là một cái người rõ biết mười phương, chứ không phải là cái thân này để biết chung quanh mình. Mình nghe mấy chục mét, quá mấy chục mét chúng ta nghe không nổi, chúng ta thấy qua tường chúng ta thấy không nổi. Nhưng mà phút giây này là không có chuyện đó. Phút giây này không có chuyện đó. Phút giây này là cái gì chúng ta cũng rõ biết một lượt. Chúng ta không đủ sức để thấy cái quả địa cầu chúng ta đâu. Nhưng mà phút giây đó chúng ta sẽ thấy rằng cái quả địa cầu có một tí xíu treo lơ lửng giữa cái dòng hư không này.
mà mình nó là một cái gì đó mà nó lọt quả địa cầu một chút xíu trong đó của mình. Quả địa cầu này lọt miếng chút xíu trong mình đó. Chứ không phải là mình là mọi người ngồi trên quả địa cầu lúc lắc như vậy. Không phải nữa. Phút giây đó là sẽ xảy ra cái chuyện đó. Và rõ ràng là hư không mười phương lúc đó nó rất nhỏ so với mình. Nhỏ lắm luôn. Chúng ta biết khắp tất cả cái hư không, biết khắp tất cả vũ trụ, tất cả những hành tinh, những hành tinh, những dải ngân hà, những dải thiên hà, chúng ta biết một lượt trong phút giây này, không sót cái nào. Biết rất rõ ràng, thấy rất rõ ràng. Mà cái thấy cái biết đó nó không còn là thân này nữa, tại lúc đó là cái thân này bị phá chặt rồi. Tức là lục căn lúc đó không còn hoạt động được. Chứ nếu lục căn còn hoạt động được thì không nhập tánh. Đây là chỗ chúng ta phải biết. Một phút toàn bộ lục căn ở chúng ta tắt mất. Cho nên chúng ta cảm nhận, chúng ta rõ biết cái pháp giới này không bằng lục căn. Ai có một cái tiếng nói mà thoát ngoài lục căn á thì người đó mới hy vọng là ngộ tánh. Còn không thì không được đâu, không được. Vậy là qua, nếu ai mà từ trước đến giờ mà nghe cái phần thu thất đại mà chưa rớt vào một cái tình trạng này thì làm ơn nghe lại đoạn đó giùm. Cho nên cái Lăng Nghiêm, nếu mà chúng ta muốn thực sự phá vỡ cái thân ngũ uẩn này, thực sự muốn ngộ được đại đạo thì chúng ta chịu khó nghe kỹ lại một lần. Tức là cố gắng phải nghe một cách liên tục, đừng có bị ngắt quãng. Dành thời gian 1 hoặc 2 ngày cho cái đoạn trước của kinh Lăng Nghiêm dùm đi. Thì cái khả năng có thể phá vỡ chúng ta. Thì bây giờ cả đại chúng và A Nan bắt đầu có một cái sự cảm nhận mà linh thiêng huyền diệu mà từ xưa giờ chưa từng tưởng tượng nổi. Là mình chưa bao giờ mình tưởng rằng mình bự bằng cái nhà này, đúng không? Bây giờ cái phút giây đó toàn cái hư không bằng bàn tay, nhỏ hơn bàn tay của mình nữa. Thì cái điều này là ngoài cái sức tưởng của cái đầu. Ngoài sức tưởng của cái đầu. Tức là khi mà vượt qua khỏi cái đầu rồi á, thì chúng ta mới thấy rằng cái thấy của mình nó không có đơn giản như bây giờ. Bây giờ tất cả những cái thấy của chúng ta là còn kẹt trong cái đầu. Còn lệ thuộc nó thân căn ngũ uẩn, cho nên chúng ta không thấy khắp, chúng ta không biết khắp. Chứ không phải chúng ta là cái người không khắp, chúng ta đã vốn khắp rồi. Nhưng mà bị khằn do cái khằn thân tâm này. Mà cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết chúng ta còn trong chừng hạn thì đây là một điều rất uổng. Có những nhà khoa học nghiên cứu cái thân của chúng ta cho rằng chúng ta cái khả năng mà dùng xài cái trí não chúng ta chưa có khai thác được 1/10. Tôi nói vậy chưa? Cũng đúng nhưng mà chưa tới. Chúng ta chỉ mới xài có 1/1 tỷ trong khả năng của một con người thôi. Chưa được. Đối với người chưa ngộ đạo thì họ sử dụng cái thân này, sử dụng não bộ, sử dụng năng lực của cái thân tâm này chưa bằng 1 tỷ lý thừa tỷ nữa. Chứ đừng nói là 1 tỷ bình thường. Cho nên các nhà khoa học nghiên cứu mà thấy chúng ta mới xài có 1/10 não bộ là chưa. Nó là mới có cái thấy trên vật chất thôi. Chưa đủ sức thấy hay gì đâu. Một phen mà chúng ta thoát ra ngoài để thấy cái quả địa cầu mà lơ lửng có một tí xíu, quay trong hư không. Lúc đó chúng ta mới biết mình là ai. Thế còn bây giờ mình thấy mình có một tí xíu, mình chưa có tới đâu. Và mình có một cái cảm nhận đó rồi á, mình mới thông cảm được cái pháp giới mười phương chư Phật. Đức Phật nói pháp gì, hành pháp gì để hòa nhập trong cái chỗ này. Và thấy biết được tất cả những cái quả vị Niết Bàn của chư Phật, chư Đại Bồ Tát khắp mười phương. Các vị nhập Niết Bàn như thế nào, các vị sống như thế nào, các vị chết như thế nào. Lúc đó chúng ta cảm nhận được một lượt hết, không thiếu sót một cái gì. Và mình cũng đủ sức để có thể đi đến như các vị. Một phút nhập tánh là chúng ta sẽ biết được điều này. Sống chết tự tại là cái chuyện rất là nhỏ, không có chuyện lớn. Không phải là chuyện lớn. Sanh tử của tất cả chúng sanh mười phương chúng ta thấu thoát. Nếu chúng ta một phen mà chết đi một thân, chết đi cái thân này một lần. À, tất cả những người tu tập chúng ta mà chưa xảy ra được chuyện này thì quý vị phải có một cái gọi là cái mong mỏi, cái hoài bão, phải thiết tha gần như là chúng ta làm gì làm, nhưng mà đây là việc chính, phải phá vỡ thân này để thoát. Chứ chúng ta tu, dù chúng ta tu có hàng triệu kiếp đi nữa mà chúng ta chưa có một lần phá vỡ thân ngũ uẩn này, xem như chúng ta vẫn còn lầm mê. Dù có đi khắp tất cả các cõi trời, quanh quẩn quẩn trên đó mà chưa có một lần tan biến gì cũng là lầm mê. Về cõi trời cũng không lợi ích gì.
Còn một người mà ở đây phá vỡ rồi là còn sướng hơn ở cõi trời tam thập tam. Ở trên đó không có thể so sánh được một phút, một chút xíu trong cái phút lạc vô biên của một người phá vỡ được thân ngũ quẩn. Nó dùng không thể dùng cái từ an lạc, không thể dùng cái từ nhẹ nhàng, tất cả những cái từ ngữ trần gian không thể diễn tả được phút đó. Phút đó quý vị không có tưởng tượng là một cái hạt cát trước mặt mình nó còn rực rỡ hơn 1.000 viên kim cương để trước mặt chúng ta tại đây. Cái diễn tả trong kinh Di Đà về cảnh giới cực lạc chưa các bạn, chưa các bạn mà hạt cát trong lúc đó nữa. Mà cát trong lúc đó nó còn rực rỡ hơn tất cả những cái vàng bạc pha lê sa cừ mã não san hô hộ pháp thì được diễn tả trong kinh Di Đà. Rõ ràng nước cũng đẹp, gió cũng đẹp, cây cảnh lá hoa, tất cả động tịnh xung quanh chúng ta lúc đó nó đều trở thành phúc lạc, đều trở thành bài pháp vô một cái bản kinh vô tự hiện hữu, toàn là những cái bài pháp vô sanh hiện ra. Tất cả những cái cử động vốn có, đã có, hiện có đều biến thành toàn chân rực rỡ hào quang. Đó là cảnh giới của người nhập tánh. Còn nếu có một cái gì khác, có một cái gì sai biệt trong giờ phút này, tất cả các cái đều không phóng hào quang được thì không phải, còn chỗ để che khuất, còn chỗ tối nào đó chưa. Tức là thân tâm tan biến, chúng ta sẽ cảm giác được điều này một lần, thì phút giây đó thân mất, tâm mất, pháp mất, không có thân, không có ngã, không có pháp, không có trong, không có ngoài của phút đó. Lúc đó chỉ hiện hữu cái toàn tri rực rỡ. Và tất cả những cái hiện trong pháp giới mười phương này đều là cái toàn tri rực rỡ. Cho nên cái chỗ mà có mặt mình, chỗ có mặt mình, tức là cái chỗ mà chỗ có mặt mình, chỗ đó nó giống như là một cái trung tâm năng lượng của vũ trụ bắt đầu vận hành, một cái cuộc vận hành khủng khiếp để hình thành được cái đời sống vật chất của vũ trụ nhân sinh. Thì chỗ gốc gác đó nó rực sáng hào quang. Chư thiên ở gần là phải che mắt chứ không đủ sức để có thể thấy hào quang đó. Với mắt người phàm thì không thấy được mà. Các chư thiên ở gần gần nó gần như là phải dùng tay che mắt đó. Ở xa các cõi còn phải bị sáng mà đến độ mà con mắt có thể nhắm nhắm nhép nhép cho không đủ sức để thấy nổi ánh sáng đó. Giống như chúng ta đang ban ngày mà chúng ta nhìn thẳng lên mặt trời. Tất cả các cõi giới đều nhận biết ánh sáng này. Chứ đừng nói là phút giây đó không có gì, không phải đâu. Phút giây mà tan biến thân tâm nó khủng khiếp lắm. Lúc đó chư Phật mười phương đều biết hết. Chư Đại Bồ Tát mười phương đều biết hết. Thì vậy mới được gọi là người ngộ tánh. Ngộ tánh. Và hư không pháp giới này thì rõ ràng nó rất nhỏ so với mình. Lúc đó mình có một cái, không phải là còn mình nữa, nhưng mà cái tri của mình á, nó đang tri cái hư không này. Nó đang tri cái hư không này mà không có cái chỗ nào của hư không trong mười phương pháp giới nào mà không tri tới hết. Không có sót miếng nào hết. Trong tất cả các cõi một phút giây đó, hành giả rõ biết. Không còn ngôn ngữ để có thể diễn tả được cái pháp giới. Ở đây là một lối diễn tả sơ thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có cái chuyên môn thực sự, chúng ta cảm nhận rõ ràng đây là một người đã tới và nói những câu hết sức ngắn ngủi để thể hiện được cái cảnh giới tự tâm của một người đã chứng đạt. Hư không mười phương pháp giới giống như một lá để trên lòng bàn tay của mình, và tất cả sự vật hiện có trong thế gian đều là tâm bồ đề nhiệm màu sáng suốt sẵn có. Đủ rồi. Nghĩa câu nói là đủ thể hiện một người sáng mắt. Tức là tất cả những cái mà thế gian này là cái gì? Mắt chúng ta thấy hình sáng là núi, sông, không? Cây rừng, suối, biển, vân vân. Tất cả những cái mà mắt chúng ta thấy được, tất cả những cái mà lỗ tai chúng ta nghe được, tất cả những cái gì mà mũi chúng ta ngửi được, tất cả cái vị mà chúng ta nếm được và cái nóng lạnh trơn láng chúng ta xúc chạm được, tức là nơi ngũ căn chúng ta mà tiếp xúc được với trần cảnh bên ngoài, thì tất cả những cái đó nó không còn là thân và căn nữa. Không còn là thân và căn nữa. Tức là khi mà chúng ta tiếp xúc mà chúng ta vẫn còn thân và căn á, thì vẫn còn có mình và có pháp. Lúc đó không còn thân và không còn căn, nhưng mà tất cả những cái mà cảm biết của chúng ta, những cái đó đều là gì? Ở đây dùng từ là bồ đề nhiệm màu sáng suốt. Chúng tôi dùng từ là cái toàn tri, tất cả pháp giới là cái toàn tri.
Phút giây đó toàn tri, nó sẽ toàn tri pháp giới, và pháp giới này vốn toàn tri, cho nên khi mình không còn cái riêng tư, mình thành cái toàn tri của pháp giới ngay phút giây này. Không có cái gì mà không toàn tri cả. Đừng nghĩ là cái hạt cát không biết gì, đừng nghĩ là lá này không biết gì, cái bông này không biết gì, cái bàn khô khan này không biết gì. Chúng ta đã lầm từ ngàn xưa tới bây giờ rồi. Nó không có cái thức phân biệt như mình, nhưng mà nó đang ở trong cảnh giới toàn tri. Có khi mình nói tới cái chuyện này, người ta nói mình bị thần kinh. Nhưng mà mình đã hết thần kinh để bị, cho nên mình mới nói được chuyện này. Chứ còn thần kinh thì bị á, chịu không có nổi. Một cái lá cây nó đang rất rõ ràng khi chúng ta từ xa tới với nó. Chúng ta thử bằng máy móc, chúng ta sẽ thấy điều này. Chúng ta thử kẹp một cái loại điện qua một cái loại máy mà có cái dạng kim dao động để chúng ta thử. Chỉ cần mình tác ý ngắt nó là nó dao động để cái kim trong máy quơ liền. Chúng ta vào trong rừng á, đứng gần một cái cây thôi, đứng gần một cái cây chúng ta tác ý, chúng ta chặt nó một cái là nó dao động liền. Nó không phân biệt như mình đâu, nhưng mà nó có một cái sự dao động rõ ràng. Một cái cây kiểng quý vị chơi trước nhà, một cái đó hoa quý vị chơi trước nhà, quý vị nâng niu thương nó. Mỗi lần mà chúng ta tưới một gào nước, chúng ta tác ý, chúng ta thương mến, thì không cần phân đâu, nó rất tốt. Còn những loại cây mà quý vị tưới nó rồi mà còn càm ràm cửa rưỡi mày nó có ăn chi cho tao cực rồi nữa, mỗi ngày tao phải mỗi tưới mày có bỏ phân cỡ nào nó cũng không thèm tốt. Nó có cảm nhận rất rõ ràng. Và trên cái miếng đất mà chúng ta đang ở, từng cái bước chân chúng ta đặt lên đó, nếu chúng ta có một cái tác ý tốt thì đất dù xấu thời gian nó cũng sẽ biến thành đất tốt cho mình ở. Cái khí đất nó tự, cái vận khí của đất nó biến chuyển. Đối với cái tâm của một cái bậc mà ngộ đạo ở một cái vùng đất trong vòng 3 ngày, 7 ngày thôi, đất nó thành đất tốt. Tại cái tâm lượng của họ đủ để có thể trang hòa được với đất cát họ đang ở đó luôn, thì đất biến thành tốt. Những hạt cát đó họ có thể cảm nhận được cái toàn tri của từng hạt cát nhỏ dưới lòng bàn chân mình đang bước. Và khi cái chân chúng ta đạp lên mặt đất, là chúng ta biết rằng tất cả cái toàn tri này đang cảm nhận nhau. Tức là cái lòng bàn chân chúng ta cảm nhận cái mặt đất, và mặt đất cũng đang cảm nhận cái lòng bàn chân chúng ta đặt xuống. Cái người đó nó linh thông một cách kỳ diệu. Từng cái một xảy ra nơi thân của họ đó, lúc này họ cái mức độ mà linh hoạt, nhạy cảm đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta cầm một cái quạt, chúng ta quạt một cái mới nghe mát, thì chúng ta mới cảm nhận được cái mát đó, đó là cái mạnh. Còn cái người mà nhạy cảm á, một thoảng rất nhẹ bằng một phần ngàn của cái quạt đó, người đó cảm nhận, người đó có một cái sự rung cảm đối với cái sự dao động nhỏ của không khí. Và lúc đó họ có một cái sức xúc động tràn trề đối với tất cả duyên cảnh. Không phải xúc động là buồn, mà nó là một cái sự hưng phấn tuyệt đối ở nơi họ. Gần như cả ngày lẫn đêm họ có một cái sự hưng phấn do duyên cảnh. Đây là một điều rất lạ. Luôn luôn hưng phấn khi tiếp xúc với duyên cảnh. Họ có một cái cảm nhận nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, quyền diệu, nhiệm màu, lạ lùng. Sau khi tăng biến thân rồi là người đó sẽ có một cái đoạn đó. Một đoạn đó. Nhất là trong cái đoạn mà thông thân này á, thường là cái thân chúng ta thông không lâu. Đây là một cái phước báo lớn, một cái người ngộ đạo mà có phước báo lớn là ở đây diễn tả là thông thân thông tâm. Có nghĩa là thân lẫn tâm lúc đó thân mất à. Thì cái cảnh giới mà mất thân á, người nào giỏi lắm, phải nói là cái phước duyên họ nhiều đời lắm á, thì họ có thể kéo dài khoảng 5 ngày, 7 ngày thông cái thân này. Đi đứng nằm ngồi mà mình thấy họ không có một chút trọng lượng nào, có thân vui lắm. Nhưng khoảng 5-7 ngày thôi. Có những người nó xảy ra cho một giây rồi mất. Mất cảnh giới nó liền. Nhưng mà tâm thông. Thân thì không có còn thông, nhưng mà tâm thông tiêu. Tâm chúng ta đã tới cảnh giới này là không bị lui sụp. Nhưng mà thân thì nó bị bích lấp do sinh hoạt đời sống riêng. Chúng ta có thể ăn uống, hoặc là chúng ta bị nóng quá, lạnh quá gì đó, thì nó có thể nó bích lấp lại.
Nhưng mà không sao, thân nó bích là không có là vấn đề gì. Từ đó mình đã biết nhiều chuyện rồi, nó đạt tới cảnh giới. Nhưng mà phút đó là cái phút thân tâm thông, rỗng lặng tuyệt đối. Thì khi đó mình mới biết là Đức Phật diễn tả cái thân thanh tịnh trùm khắp pháp giới là cái gì. Chứ bây giờ mình có thể mình tưởng nha, mình tưởng là bây giờ mình muốn thấy cái nước Mỹ, là tưởng cái nước Mỹ nó vậy vậy trong cái đầu của mình á. Nhưng mà lúc đó nó rõ ràng như mình thấy cái bông trước mặt à. Phút giây đó chúng ta thấy hết mọi cái y như là thấy cái gì ở trước mặt mình. Cái thân mình không đủ sức thấy cái kiểu đó đâu. Thân mình thì không đủ sức rồi, tan thân mới có cái thấy đó. Thành ra là khi mà tan thân rồi mới thấy mười phương pháp giới nó nhỏ ở trong lòng bàn tay của mình. Và một cái điều nữa là toàn pháp giới này là toàn tri. Toàn tri, không có cái lời thứ hai để nói, không có điều thứ hai để chúng ta biết. Chúng ta chỉ làm một cái tri để tri cái toàn tri đó. Chúng ta ở trong cái toàn tri đó để chúng ta tri pháp giới mười phương. Chứ không có chuyện khác của hành giả, không có chuyện thứ hai. Và như vậy rồi sau cái phút giây mà thân tâm nó đã tan biến, không biết là cái phút giây của riêng của từng người như thế nào. Nó có khi là lần thứ hai, lần thứ nhất chúng ta sẽ ít. Lần thứ nhất là một thoáng khoảng 30 giây hoặc một phút thôi. Nhưng mà xảy ra lần thứ hai là ít lắm cũng phải một tiếng. Và lần thứ ba thì nó kéo dài hơn một vài ngày. Một vài ngày. Thì những cái lần như vậy á, có khi cái lần đầu tiên thì chúng ta vẫn còn có những cái, nếu mà chúng ta được khôi phục trở lại á, trở lại cái đời sống đời thường á, thì chúng ta vẫn còn có một cái vài cái lượng cợn của tâm thức. Nhưng mà lần thứ hai nó lại tẩy xóa một trận nữa. Rồi chúng ta trở lại đời thường nó lượng cợn và lần thứ ba, lần thứ tư là tẩy xóa. Tẩy xóa tuyệt đối. Nhưng mà khi nào mà người nào nhận được cái toàn tri pháp giới một lần, không phải cái biết bình thường đâu. Từ trước giờ chúng ta biết, chúng ta chưa có cái biết mới, chưa nhận ra được cái biết mới. Mà khi một quen nhận được biết mới, quý vị thấy một cái cảm giác chấn động nha. Không vậy đâu, không biết phải diễn tả như thế nào bằng cái kiểu ngôn ngữ của mình để mình hiểu. Nhưng mà thực sự là nó như một tiếng nổ lớn. Không có cách nào chúng ta quên, và không phải một đời này mà đời đời kiếp kiếp chúng ta không thể quên được cái cảnh giới này. Một lần xảy ra như vậy thôi là đời đời kiếp kiếp không tái diễn, không bao giờ quên. Không bao giờ quên. Đã ngộ một lần rồi là qua đời sau không cần thầy cũng tự ngộ. Từ đó cho tới khi thành Phật là không có cần ông nào để dạy hết, đi học đạo, học chơi cho vui thôi. Chứ còn tự động tới lúc họ ngộ là khó khăn là lần đầu tiên. Mình cần thầy, cần cái sự giúp đỡ của thiện tri thức. Thật ra tại sao các thiền sư dám mạnh miệng để nói, các vị biết rõ cái điều đó trong sanh tử này. Biết rất là rõ, và chỉ là một cái việc duy nhất cho người ta phá vỡ cái này thôi, không phá vỡ uổng lắm. Đời này kiếp nọ chúng ta nếu mà không phá vỡ thì cứ kiếp sau đi quay lại nữa, rồi kiếp sau quay lại nữa. Chúng ta cứ lỡ bè, lỡ bến, lỡ cuộc, lỡ ghe, lỡ tàu, cứ lỡ riết, chúng ta không có phá vỡ được. Ra làm sao trong đời này một lần để chúng ta phá vỡ, dù chúng ta là ai, chúng ta nên phá vỡ một lần đi. Đừng để chúng ta lỡ tàu, lỡ bè nữa, đừng có lỡ trong cái đời này nữa. Thì đời sau chúng ta tới đây rất vui, nếu chúng ta muốn tới. Và sẵn sàng tới đây hằng hà sao số kiếp nữa cũng không có ngăn ngại. Không phải sợ sanh tử nữa mà đi vào sanh tử để độ sanh. Lúc đó một cái điều xảy ra để cho chúng ta biết á, là một cái sự thông cảm tuyệt đối với tất cả chúng sanh muôn loài. Một cái tình thương không thể diễn tả bằng ngôn ngữ người phàm. Chúng ta thương mọi người mọi loài một cách tuyệt đối. Tức là cái từ bi chúng ta hiển lộ. Lúc này nè chúng ta mới biết từ bi của Đạo Phật là cái gì. Chứ còn từ trước giờ mình ngồi mình quán, mình thương người thân mình, rồi mình thương người không thân, rồi mình quán mình thương người thù mình quán người thương người gần, rồi quán thương người xa, rồi quán thương khắp pháp giới. Nó chỉ là cái quán thôi, chưa tới đâu. Nó chỉ là cái trò ảo của tâm thức, chứ không phải là từ bi. Khi tan biến được mình rồi mới biết từ bi là gì. Và lúc này không còn ai mà lọt ngoài cái tâm thương yêu của mình hết á. Lúc đó mình một sát na tâm của mình thôi là mình đã ôm ấp, đã vuốt ve trên đỉnh đầu của tất cả chúng sanh mười phương pháp giới để xoa dịu cái khổ đau cho họ trong phút giây đó. Mình thương kỳ lạ lắm. Mình sẵn sàng chia, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng thông cảm với tất cả những cái tâm hành của chúng sanh mười phương trong phút giây đó.
Lúc đó mới được gọi là cái từ bi của đạo Phật. Và rồi đời sống còn lại là họ sẽ sống trong cái tâm đó, bắt đầu họ sống lại bằng tâm từ bi. Và cả cuộc đời còn lại là họ hành cái từ bi đó để độ đời, độ sanh. Không có chuyện thứ hai để người này sống lại. Không có. Nếu mà người nào mà ở trong pháp giới mà ra khỏi pháp giới này mà còn có một người phân biệt để mình không còn thương được họ đó là không phải rồi, không phải rồi. Còn mỗi người để chúng ta không thương là không phải, không phải chuyện đó. Thế cho nên mà có những cái lý luận mà nói mà niệm tới danh hiệu mới thương, mà không tới danh hiệu không thương thì tôi bực lắm, tôi khó chịu cái từ ngữ đó luôn. Không phải như vậy. Đó là Phật rồi trời, cái đó nó khủng khiếp lắm, cái tình cảm thương, cái lòng từ của Đức Phật khủng khiếp lắm. Chúng ta không có thể dùng cái ngôn ngữ người phàm mà nói hết được một phần tỷ của cái tình thương của Đức Phật đâu. Các vị thương yêu thông cảm tất cả các cõi giới ở mười phương rất lạ lùng. Và họ ẩn nhẫn, phần mình dùng cái từ thế gian là ẩn nhẫn, một cái sự chờ đợi, một cái sự trông chờ, giống như là mẹ đã sanh một đứa con mà nó lưu lạc, mẹ ngồi ở nhà cứ chờ ngày này, ngày kia, ngày nọ để cho con mình nó quay về. Mà mẹ chỉ chờ có một kiếp thôi, mà Đức Phật đã chờ chúng ta hằng hà xa số kiếp như vậy. Chúng ta đã từng dạo lên đến cõi trời, chúng ta đã từng xuống địa ngục, đi vào ngã quỷ, đi tới súc sanh, là Đức Phật cũng theo dõi tìm cầu. Đức Phật cũng tạo thiện duyên này, tạo thiện duyên nọ, tạo thiện duyên kia để chúng ta giật mình, chúng ta thức tỉnh. Không biết bao nhiêu ngàn đời ngàn kiếp mà chúng ta vẫn được cái lòng từ đó của chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn theo dõi từng bước chân một của chúng ta trong đường đời này. Dù chúng ta có ghét bỏ đạo Phật, ghét bỏ Đức Phật, ghét bỏ chư đại Bồ Tát, các vị cũng âm thầm giúp chúng ta. Chứ không phải mình ghét mình cái ông bỏ, không có chuyện đó đâu. Chửi Phật rồi Phật cũng âm thầm giúp đỡ mình nữa, chứ đừng nói là mình thương. Đó là một sự thật của lòng từ. Và khi mà một người đó có một lần tan biến thì cái chuyện này phải xảy ra đầu tiên. Nếu như chuyện này không xảy ra đối với hành giả, đó là chưa phải ngộ tánh. Dễ sợ chưa? Cho nên nó là cái phương tiện độ đi sau Bát Nhã độ, trong thập độ Ba La Mật. Trong lục độ thì không nói tới này, nhưng mà nói tới thập độ thì có cái phương tiện độ. Phương tiện độ nó nằm sau Bát Nhã độ. Tức là khi có đầy đủ cái tuệ giác rồi, khi thực sự giác ngộ rồi, khi thực sự thâm nhập vào pháp giới tánh toàn chân, thì cái từ bi bắt đầu phát khởi. Mà khi phát khởi từ bi là tự động tìm kiếm phương tiện để độ sanh. Thì lúc đó mới có phương tiện. Mà phương tiện nó xuất phát từ cái chân trời giác ngộ giải thoát, chứ không có đi bằng cái suy nghĩ tính toán của cái đầu. Không có chuyện đó đâu. Tất cả mọi cái từ đó là sao? Thì xuất phát từ cái chân trời giác ngộ, từ cái bồ đề tự tánh lưu xuất. Đó là chỗ độ sanh của chư Bồ Tát. Là nếu mà mọi người nào phải nhận ra được một cái điều này, tức là phải tới cảnh giới là toàn pháp giới là toàn tri. Chúng ta là cái tri của pháp giới, cho nên tất cả pháp giới hiện ra đều là toàn tri. Lúc đó không còn mình và pháp giới nữa, nó chỉ thuần là một cái tri thôi. Không có ta và người, không có pháp giới, không có cái người nhận đạo và không có đạo để nhận trong phút giây này, không có cảnh giới riêng tư, nó chỉ thuần nhất là cái tri hiển lộ. Đó là từ trước những người mà học thiền, xin nhắn gửi cho tất cả những người học thiền. Nếu mà thực sự mình tới đây rồi thì mới được thấy là mình sáng đạo, còn chưa nếm được cái hương vị này thì biết rằng mình chưa tới nơi để mình tu, còn chỗ để tiến. Những ai mà đã từng tu thiền, đã từng cho rằng mình ngộ thì phải nghe lại đoạn này giùm để biết coi mình tới cảnh giới này chưa. Còn không thì chưa, và còn xa lắm, xa lắm lắm luôn. Chứ không phải yên yên thấy không phân biệt, nghe không phân biệt, ngửi không phân biệt, nếu không phân biệt là ngộ đạo rồi. Không phải, không phải đâu. Chúng ta đang lầm, đang còn ở trong thân căn thì làm gì có cái chuyện ngộ tánh. Tâm tính viên mãn khắp giáp hàm chứa ở mười phương, xem trở lại cái thân do cha mẹ sinh, giống như thổi hạt bụi nhỏ trong mười phương hư không, hoặc còn hoặc mất chẳng khác hòn bọt nổi giữa biển, yên lặng thênh thang, dầu sinh dầu diệt cũng không có dính dáng gì. Lúc này sinh tử không còn là vấn đề để bạn. Thân này ngày thấy giống như là cái hạt bụi mà được thổi rồi bay phập phiều phiều giữa hư không. Vậy là ngày thấy còn cái trọng cái thân này lắm á. Cho đến cái phút đó đó, chúng ta tưởng tượng một hạt bụi nhỏ mà mắt mình có thể thấy được đi. Chúng ta để trên đầu ngón tay mà chúng ta có thể nghiền cái hạt bụi nó thành tỷ lần nữa.
Và lúc đó cái hạt bụi nó dính trên cái tay chúng ta, nó có rớt hay là nó dính á, thì chúng ta có cái cảm nhận, có cảm giác gì không? Một hạt bụi đã là không cảm giác rồi đúng không? Nhưng mà nó chia là 1 tỷ lần như vậy nữa, cho nên hạt bụi nó dính trên tay hay là nó rời khỏi tay chúng ta cũng chẳng có cảm giác. Đối với một người mà cảm giác một hạt bụi chia là 1 tỷ lần thì hoàn toàn không có đúng không? Không dính dáng gì đối với cái tay của mình hết á. Thì cái người khi nhập pháp giới tánh trong phút giây đó, cái thân này nó có sống, cái thân này có chết á, cũng chẳng có dính dáng gì so với bàn tay, mà so một hạt bụi đã nghiện là 1 tỷ lần. Và lúc đó, nếu muốn trở lại thân này để sinh hoạt với chúng sanh, để trở lại giúp đời, thì họ bắt đầu họ thâu cái tri đó nhỏ lại, nhập vào thân sinh hoạt, nhập vào cái thân xíu xiu đó sinh hoạt trở lại, để sống là một con người bình thường, để ăn bình thường, nói bình thường, uống bình thường, sinh hoạt bình thường để giúp đỡ người khác. Nhưng mà thực sự cái phút đó rất rất là nhiều người chư vị không quay lại. Chỉ trừ cái những nguyện lực lớn, các vị có đủ cái nguyện lực, khi họ muốn trở lại cái cõi này á, tức là họ có cái nguyện lực trước khi tới cái cõi này, thì phút giây đó họ mới nhập trở lại thân. Còn không là các vị ở trong cái hoàn cảnh đó, tức là ở trong cái pháp giới đó mà độ sanh theo cái kiểu của pháp giới. Đừng nghĩ là các vị nhập trong đó các vị không có làm gì, chúng ta sai lầm rồi. Nhập trong đó thì làm việc rộng khắp. Còn bây giờ trở lại cái thân này, chúng ta chỉ làm việc trong cõi này thôi. Phút mà nhập trong đó thì chúng ta bắt đầu làm việc khắp lại. Cái Phật sự, Phật hạnh của cái người nhập pháp giới tánh mình không thể so sánh được. Cái phút giây mà nhập trong pháp giới tánh đó, chúng ta ở cái cõi phàm này mà làm việc Phật sự để độ sanh đó, một ngày chúng ta có thể thuyết pháp, chúng ta có thể khai thị, có thể nuôi nấng giúp đỡ cho 1.000 người chứng quả A-la-hán, 1 triệu người chứng quả A-la-hán trong một ngày á, vẫn chưa bằng 1 tỷ lý thừa tỷ của cái người nhập trong pháp giới tánh làm Phật sự trong một sát na. Không so sánh gì nổi. Cho nên cái phước chúng ta nó có làm gì đâu, cái cõi này cũng có một chí siêu, không có lớn. Phước nó không có đủ lớn tới đâu hết đó. Nên chúng ta không thể là lưỡng túc tôn, chỉ có Đức Phật mới gọi là lưỡng túc tôn, là phước đức là trí huệ tròn đầy thôi. Nên cái phước chúng ta không có làm có tới đâu, không có ra đâu. Làm cỡ nào nó cũng có một chí siêu rồi. Đối với chư Phật Bồ Tát không có là cái gì. Không có là cái gì. Nhưng mình nhiều khi mình cũng được có số tiền lớn lớn, có một số chức quyền lớn lớn. Chúng ta tưởng mình là ngon rồi. Không có là cái gì hết. Đối với cái nhìn của những cái vật mà đạt đạo, những cái điều đó nó rất là nhỏ. Nhỏ lắm luôn, không cần phải nghĩ bàn tới. Nếu một phen mà thực sự một đời người á, tức là khi chúng ta ra làm người trong đời này, mà mình làm được cho một người ngộ đạo, đối với mình nó lớn lắm rồi. Lớn lắm rồi. Chúng ta dắt được một người quy y, ta làm cho một người giác ngộ, chúng ta cảm thấy nó cũng được lắm rồi, phải không? Nhiều Phật sự cũng lớn lao lắm rồi. Cắt đựng cái chùa rồi xuất gia được chừng 100 hoặc là 1.000 chư tăng, 1.000 chư ni, chúng ta thấy lớn lắm rồi. Đời này có chúng ta mà một vị nào mà có đức để có thể độ được khoảng 1.000 tăng ni là lớn lắm rồi. Chứ không có tới đâu, có một xíu xíu mà, không có nhiều hết. Chỉ cần một sát na nhập tánh nó khủng khiếp. Mà hồi nãy tôi nói đó là chỉ cần trong một phút đó thôi á, là hằng hà sa số chư vị Bồ Tát mười phương được khai thị, được phá vỡ. Dễ sợ như vậy. Không biết phải dùng cái từ nào, mà nó không thể tính điếm được. Cái người mà ngộ đạo trong phút giây đó khủng khiếp lắm. Và lúc đó là hằng hà sa số chư vị Bồ Tát hướng về cái trung tâm đó, hướng về trung tâm tức là cái chỗ cái người đang tan biến ngã chấp của mình đó, đảnh lễ. Có khi là các vị tới cái chỗ đó, thì chỗ đó một vùng rực sáng, chư thiên phải nể sợ trong phút giây đó. Chư thiên mà ở khắp các cõi trời lúc đó là phải hướng về để coi chuyện gì xảy ra đây, mà nó sáng đến mức độ mà mắt nó vậy bị chói luôn. Phút giây nó dễ sợ, không thể diễn tả được đâu không? Đó, thì như vậy mới được tu tới chừng này mới được gọi là ngộ đạo. Và sanh tử là không còn bàn nữa. Sanh tử là một cái gì đó, nó là cái chuyện quá quá nhỏ.
Hồi mình chưa biết chuyện này thì sanh tử là sự đại, phải không? Vô thường là quá nhanh, nhưng mà chuyện này là sanh tử không có còn để bàn. Tức là cái người mới ngộ mà diễn tả được cái tâm thái này thì biết rằng người này đã thấy đúng, thấy đến rồi, tới rồi. Còn một phút giây chúng ta ngộ mà chúng ta chưa có những cái cảm nhận này thì biết rằng chúng ta chưa tới nha. Nên biết như vậy. Sau phút giây đó chúng ta thấy mình không phải là mình ngày xưa nữa. Mình là một con người mới hoàn toàn. Từ trong cảnh giới Phật mà được sống lại. Chúng ta dùng cái từ đơn giản là Phật sanh chúng ta trở lại trần gian này. Từ cõi giới Phật được sanh trở lại trần gian này. Thì người đó là con của Phật thiệt rồi đó. Được Phật sanh ra. Thì người đó mới được gọi là làm Phật sự trong trần gian này. Từ đó thì sao mới được gọi là Phật sự? Còn mang thân cha mẹ sanh ra chúng ta làm chuyện này chuyện kia chuyện đó chưa phải là Phật sự. Đây là một những trong những cái điều nó hết sức quan trọng đối với người tu. Một cái cảnh giới tự tâm. Một người nào mà biết được cái chuyện này thì xin cúi đầu đảnh lễ. Chúc mừng. Còn chúng ta chưa tới đây thì biết rằng mình còn phải tu nữa. Cảnh giới này rất là khó được có thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Và khi diễn tả bằng ngôn ngữ là thuộc cái dạng khùng điên. Phải nói vậy, họ sẽ nhìn một cái dạng rất là khùng điên. Tại vì không có còn cái đầu nữa, tức là không còn xài trí não nữa. Cho nên cái người còn xài trí não sẽ thấy người này khùng. Chắc chắn vậy thôi, không nói gì khác. Nó sẽ là một người khùng trước bao nhiêu người. Vì cái chỗ đó không phải trí não biết tới. Cái ngôn ngữ của những người đó mà chịu nói đúng, nói đến đó, là mình chắc ở trong này không có ai mà mấy người ngồi nghe nổi. Đi hết á. Đứng dậy phủi rẹt rẹt đi hết á. Giống như là Đức Phật mà chuẩn bị nói kinh 500 vị A-la-hán ra đi đó. Nếu mà nói thật trong cái cảnh giới đó. Thế nên là phải phương tiện, phải nói cách này, cách kia, cách nọ. Gần như là khéo léo để dụ dỗ, lôi cuốn. từng người. Để cho họ còn tạo cái duyên lành với nhau. Chứ khó có thể chấp nhận được điều này. Nên là ở cái chỗ chuyên sâu, nếu thực sự những người có chuyên môn ngồi tại đây mà có những người đã từng công phu chuyên môn thì tạm thời có thể là thông cảm chút chút bằng cảnh giới này được. Chứ hằng không là chúng ta nghe như là nghe một cái chuyện gì ở đâu chứ cả cái dính gì với cái cõi này. Mà thiệt cái cõi nó không phải cõi của mình. Đó là một cái cõi giới Phật. Cõi giới Phật nó khác với cõi giới phàm phu chúng sanh chúng ta nhiều lắm. Nhiều, thật là nhiều. Từ cái cõi phàm phu chúng ta mà tới cái cõi trời thôi đã là hai cõi giới khác nhau rồi. Từ cõi trời mà lên tới cõi của các vị A-la-hán, từ cõi các vị A-la-hán lên tới cõi các vị Bích Chi Phật, từ cõi các vị Bích Chi Phật lên tới cõi các vị Bồ-Tát. Mỗi cõi chúng ta sẽ có một cái sở hữu tâm khác nhau. Những cái đẳng cấp, những cái tầng bậc tâm linh thực sự khác biệt. Khác biệt hoàn toàn, không giống nhau. Ngồi đây chúng ta cũng vậy. Chúng ta ngồi chung ở đây chứ đẳng cấp tâm linh chúng ta rất là sai biệt. Không ai tương ưng cảnh giới tâm linh của ai hết. Cho nên sau khi bỏ cái thân này rồi, tất cả chúng ta chưa chắc đã được gặp lại trong pháp hội nhiêu đây đâu. Lắm. Tại vì cái đẳng cấp tâm linh chúng ta đã sai biệt. Mà mỗi một sự sai biệt nhỏ nhiệm của chúng ta đều chúng ta đi một cảnh khác nhau hết. Trong sanh tử, anh em, cha mẹ, vợ chồng, bà con, quyến thuộc không thể gặp nhau lần thứ hai trong pháp giới này. Hiếm lắm. Khó gặp lại. Có khi chúng ta rất là thương nhau mà cả ngàn năm mới được gặp lại một, cả ngàn đời mới quay lại được gặp một đời. Thì lúc đó là tự động mà người kia cũng đi một cái vòng trong cái pháp giới mười phương cũng sanh tử đầu này, đầu nọ, đầu kia, lòng vòng, lẫn quẩn, lanh quanh, cũng tu làm sao đó mà tự động hai người tương đương phước báo nhau cái được gặp đó lại. Chứ còn chênh lệch nhau một miếng khó gặp lắm. Hai cái phước báo, hai cái sở hữu tâm linh chênh nhau một miếng là khó gặp, không thể gặp được. Khó lắm trong sanh tử này. Thì chúng ta phải chịu có cái duyên để mà chúng ta được gặp nhau trong cái dòng sanh tử này của đời này. Thì đó là một cái thiện duyên rất lớn của chúng ta. Và nhất là được tiếp nhận một cái dòng pháp mà thực sự mình cảm thấy mình được an lạc hạnh phúc và chấp nhận dòng pháp rồi để chúng ta sống chết của đời này á. Thì rõ ràng là cái phước duyên của những người đó đã kết nối với dòng pháp này nó lớn lắm. Chúng ta mới chấp nhận được cái dòng pháp. Mà đi theo dòng pháp như hồi sáng chúng tôi nói là nó sẽ đi cho tới khi thành Phật. Chúng ta không rời ra dòng pháp đó được đâu. Sanh tử kiểu nào chúng ta theo bất kỳ thầy nào quay tới quay lui rồi cũng rớt vô cái dòng này trở lại. Vì chúng ta không có khế hợp với những dòng pháp khác. Thấy như vậy á. Nếu người nghe một cái dòng pháp nào mà chấp nhận rồi là đi suốt cuộc đời với dòng pháp đó mà không phải đời đó đâu, đời khác họ tiếp tục.
mà bị dẫn đường nó cứ tiếp tục đi như vậy. Chỉ trừ trường hợp là vị dẫn đường đó mà được một cái vị thầy khác phá vỡ thì vị đó mới quay lại phá vỡ được những người đi sau lưng mình. Chứ thôi là cũng đi lẩn quẩn, cũng thầy trò đi với nhau, đi lần rồi cũng tới. Nhưng mà nó mất thời gian nhiều. Có những cái dòng pháp mà trong cái thời chúng ta thấy nó rất là lớn, rất là nhiều quần chúng quy tụ mà không phá vỡ được điều này rồi, thấy nó tiếc lắm. Một cái loạt người đi bên sau vẫn tiếp tục chịu dừng lại ở cái phía sau lưng của thầy mình. Ít có ai vượt qua, không ai vượt qua. Thế kiểu học đạo khung sáo thì cái người sau không bao giờ dám bước trước người trước đâu. Cái tâm thức không phá vỡ hơn thầy mình được. Chỉ trừ là những người giống như họ là những cái vị tái lai, họ đi lạc vô cái phòng pháp đó trong vài năm. Giống như là chúng ta mượn phương tiện để chúng ta đi qua. Phương tiện đi qua thì không phải là những người bị lệ thuộc trong dòng pháp đó thì họ mới phá ra được, chứ nếu không cũng không thoát, không mấy người thoát ra được cái chỗ này. Tất cả chúng ta có được cái phước duyên để có thể nghe được những cái điều này. Chúng tôi nói, chúng tôi gác tránh để làm sao nó đừng có bị rớt vào cái dạng tử ngữ, để cho người sau họ tới chỗ này là họ không thấy bằng tâm thức. Chứ nếu không những người nghe sẽ bị rớt vào tâm thức. Và thỉnh thoảng mình lại bị rớt vào cái chỗ biết, cứ nghĩ rằng chỗ này nhưng không phải, đó là tâm thức. Thì nó lại đẩy lùi chúng ta trở lại dòng sinh tử tiếp nối. Chúng ta không có qua được. Nên làm chúng ta phải chết để hết đi cái hiểu biết mới được. Thì mong sao là tới cái phần này là chúng ta phải nhận ra. Ai chưa mà có một lần thì chịu khó nghe kinh Lăng Nghiêm. Cái cách tháo gỡ từ đầu tới giờ chúng tôi thấy cái thứ bậc tháo gỡ, cái kiểu tháo gỡ của Đức Phật, cái kiểu nâng cái tâm thức của chúng ta từng bước của Đức Phật rất là tuyệt vời trong bản kinh Lăng Nghiêm này. Nếu một người nghe kỹ thì chúng tôi hy vọng là trong cái pháp hội chúng ta rất là nhiều người biết được việc lớn, có khả năng tan biến như cái kiểu diễn tả này. Đến đây ông Anh An nói kệ và phát nguyện. Chúng ta đọc bài kệ của ngài Anh An nha. Ông Anh An chắp tay lễ Phật, được việc chưa từng có, đối trước Đức Như Lai mà nói kệ khen Phật. Đấng diệu trạm tổng trì bất động, thủ Lăng Nghiêm vương đời ít có. Trừ tưởng điên đảo trong ức kiếp, chẳng trải tăng kỳ được pháp thân. Nguyện con chứng quả thành bảo vương, trở lại cứu độ hằng xa chúng. Đem thâm tâm thờ vô số cõi, mới gọi là báo đáp Phật ân. Cứu mong Thế Tôn vì chứng minh, đời ác trượt con nguyện vào trước. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, trọn không chứng nhập quả Niết Bàn. Đại hùng đại lực đại từ bi, ngưỡng mong xét trừ lầm vi tế. Khiến con sớm chứng vô thượng giác, ngồi đạo tràng khắp cả mười phương. Tính hư không có thể tiêu mòn, tâm kiên cố không hề lay động. Chúng ta có tụng kinh Công Phu Phia, chúng ta sẽ gặp bài này. Cái bài này gọi là cái bài tựa Lăng Nghiêm á. Diệu tạm trọng trì bất động tôn, thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất hoạch tăng kỳ, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân gì đó. Đó là cái bài kệ tiên Lăng Nghiêm được dịch ra. Thì ở đây ngài A Nan ngộ cái bài kệ này, vừa xưng tán ca tụng đảnh lễ tri ân Đức Phật, vừa trình bày kiến giải của một người ngộ tánh. Chúng ta nên hiểu cái bài kệ là như vậy, không có đơn giản. Không phải là ca tụng Đức Phật, mà vừa ca tụng, vừa đảnh lễ, vừa tri ân, vừa cầu thỉnh Đức Phật tiếp tục để trợ giúp cho Ngài phá vỡ hết tất cả những cái vi tế hoặc trong nhiều đời nhiều kiếp mà chứng nhập quả Phật. Đó là cái bài kệ này. Đấng diệu tạm trọng trì bất động. Tức là Ngài A Nan ca tụng Đức Phật là cái đấng diệu trạm trọng trì bất động. Diệu tạm tổng trì bất động tôn là một cái người đang ở trong cái cõi giới bất động mà thuyết pháp độ sanh. Tức là Ngài ở trong cái chỗ bất động để Ngài nhận ra Đức Phật là người bất động, chứ không phải là một ông Phật Thích Ca đang ngồi ở trên bàn. Ngài nhận ra Đức Phật của mình ở cái cõi giới bất động đó. Mà cái cõi giới nó vi diệu, trùm khắp mười phương pháp giới, rực sáng khắp mười phương pháp giới, để cô động vào cái đầu não của một con người, diễn tả bằng ngôn ngữ người phàm cho ra một bài pháp. A Nan nhận Đức Phật ở một cái cõi giới này, chứ không phải nhận Đức Phật là vị bổn sư đang ngồi trước mặt mình.
Đây là một đấng diệu trạm trọng trì bất động ở cõi giới đó. Từ cái chỗ bất động mà sanh muôn pháp để độ. Từ cái chỗ chân không mà diệu hữu. Chỗ chân không đó mới sanh được muôn pháp lành cho chúng sanh. Chứ còn nếu mà không ở cái chỗ bất động kia thì không thể sanh pháp lành cho chúng sanh được. Chúng ta rời cái bất động này mà khởi bất kỳ một ý nghĩ nào đều là sanh tử cả. Mà đã khởi từ cái chỗ động niệm thì sẽ là bất lợi cho chúng sanh muôn loài. Dù nó hay cỡ nào, dù nó giỏi cỡ nào thì cái đó cũng đem đến cái lợi cho cái người đó, không đem lợi cho chúng sanh. Mặc dù trên danh nghĩa là thuyết pháp độ sanh, mặc dù trên danh nghĩa là làm lợi cho muôn loài, muôn người, nhưng mà không. Nếu không xuất phát từ chỗ bất động này, xuất phát từ tâm thức dao động, mà tâm thức dao động thì bất an, không thể đem đến bình an cho thiên hạ được. Cho nên A Nan cảm nhận được một cái điều sâu xa là Đức Thế Tôn là một cái đấng diệu tạm trọng trì, chứ không phải là gọi Đức Phật là Đức Phật Bổn Sư trước mặt mình nữa, là đấng diệu tạm trọng trì bất động. Một quý vị ở cái chỗ bất động đó đó, không ai, cái chỗ diệu trạm nó trùm chứa pháp giới mười tương, gọi là trọng trì, nó không có cái gì có thể ra ngoài được, không có cái gì ra ngoài được. A Nan cảm nhận Đức Phật là người như thế. Thủ Lăng Nghiêm vương đời ít có. Đối với A Nan, Thủ Lăng Nghiêm này là một dạng vua mà ở cõi đời, vua của tất cả các kinh. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là vua của tất cả các kinh mà ở đời không thể có được quyển kinh thứ hai so sánh được. A Nan cao tụng quyển kinh này là vua của các kinh, Thủ Lăng Nghiêm vương là vua của các kinh. Cái đời này không thể có một cái bản luận nào hay hơn, tốt đẹp hơn, tại vì Ngài được ngộ từ đây cho nên Ngài thấy đây là số 1. Nếu mà ngộ kinh Pháp Hoa thì Pháp Hoa sẽ là số 1 rồi, nhưng mà tại Ngài ngộ kinh Lăng Nghiêm cho nên là Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu, tức là bản kinh Lăng Nghiêm này ở thế gian này là số 1, không có cái nào có thể so sánh được. Và chúng ta cũng phải chấp nhận điều này thôi, tại người mới ngộ thì cái chỗ ngộ mình là số 1. Chỗ ngộ là số 1. Trừ tưởng điên đảo trong ức kiếp, chẳng trải tăng kỳ được pháp thân. Tất cả những người ngộ đạo thật đều nói một câu này, ngộ đạo thật đó nha. Thì họ sẽ nói một câu là không có trải hoàng hà sa số kiếp mà được pháp thân, tức là không có mất cái thời gian, không có mất cái dụng công, không mất công sức gì hết á, chỉ có khải móng tay vậy cái là nhận được pháp thân. Những người đến đạo lý luôn luôn có câu này, hay nói cái câu là uổng cho ta công phu ngàn muôn kiếp. Uổng, rất là uổng. Ngàn muôn kiếp đã từng công phu cực nhọc, đã từng cà coi như là thức khuya này dậy sớm ngày sáu thời hành đạo rồi lại Phật ngàn lại vân vân, tất cả những ý kiếp mà chúng ta đã từng làm như vậy không dính gì tới chỗ này. Khi ngộ ra rồi thấy không dính dáng gì đó. Nhưng mà ngộ rồi nói câu này thì được, mà chưa ngộ phải lại Phật. Ngộ rồi thì nói được. Cho nên Ngài A Nan mới nói là cái Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu là một cái chuyện rất khó có trong cuộc đời này rồi. Nó có khả năng là tiêu trừ điên đảo tưởng trong nghìn đời nghìn kiếp của chính mình. Mà cái tiêu trừ đó làm cho chúng ta trong một thoáng chốc nhận được pháp thân, chứ không trải qua đời kiếp sanh tử nào nữa hết. Thật là một cái quyển kinh hết sức là vi diệu. Rõ ràng là Ngài A Nan ca tụng đúng. Cái kinh Lăng Nghiêm này theo cái nhìn của chúng tôi, nếu mà một người chuyên tu, một người mà quyết tâm mà vượt thoát sanh tử, thì đây là một quyển kinh gói đầu nằm. Thật sự là quyển kinh gói nó nằm cho chính chúng ta. Mình nghe đi nghe lại để chúng ta tự phá vỡ mình. Và cái điều mà A Nan cảm nhận cũng như tất cả các vị thiền sư các cảm nhận, chúng ta không có bất kỳ một cái dụng công nào, nhưng mà một phen nhận được cái này rồi là tất cả những điên đảo tưởng ngàn đời ngàn kiếp tiêu tán liền. Một phút giây đó ngũ uẩn liền ra không, một phút giây đó là nghiệp tập liền thành không. Cho nên đó là các vị thiền sư thấy được cái giá trị này. Các vị không có dạy chúng ta lòng vòng, không muốn chúng ta đi lòng vòng mất thời gian, uổng đi cả đời, muốn phản đời đó mà ngàn đời ngàn kiếp chúng ta lại tiếp tục lầm nữa. Cho nên các vị chỉ quyết liệt cho chúng ta ngộ đạo, cái việc thứ hai các vị không làm. Thành ra có những vị thiền sư rất là cứng rắn, ở đây chỉ bán vàng rồng thôi. Tới đây nói cái chuyện ngộ đạo thôi, không có chuyện thiền định và giải thoát trong này. Như vậy. Rất là cứng rắn. Tại vì thấy làm cái chuyện khác cũng như thừa, làm cả đời cũng chẳng có dính dáng gì.
khơi cho mọi người mà vỡ chuyện này ra là coi như là xong trách nhiệm một đời của mình. Nếu đời ai mà ra để hoằng hóa độ sanh á, mà trong đời mình chỉ cần giúp được một người sáng đạo là coi như đủ vốn, đủ đền ơn Phật tổ, thêm người nữa là có lời, nhưng mà chỉ cần một người là đủ. Nhưng mà cái thời nào á, cái dòng pháp ra đời mà ngộ đạo từ hai người trở lên thì biết dòng pháp nó rất thịnh trong cái thời đó. Đó là dấu hiệu cho chúng ta biết. Chứ thường một vị thầy một đời một người, chúng ta thấy từ cái thời Sơ Tổ Đạt Ma qua Trung Hoa chỉ khai thị cho Ngài Huệ Khả, Ngài Huệ Khả khai thị cho Tam Tổ Tăng Sáng, Tam Tổ Tăng Sáng khai thị Tứ Tổ Đầu Tính. Đó, mỗi vị một đời một đời. Tới Ngũ Tổ Hoằng Dẫn khai thị cho một mình Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng mà qua đời Lục Tổ Huệ Năng là vô số các vị ngộ đạo, tức là cái mức độ cực thịnh của Phật Pháp bắt đầu mở ra. Tới cái thời của Ngài Mã Tổ là 70 mấy người ngộ đạo. Đó, thì vì vậy là chúng ta thấy một thời một vị thầy mà giỏi á, thì mới đủ sức có thể khai thị một hai người. Thật sự thì cũng không phải giỏi đâu, mà các ổng rủ nhau tới đây để làm việc cho nên nó ngộ đạo nhiều. Chứ cũng không giỏi gì. Nhưng mà là những vị đã từng biết chuyện này rồi, đã cùng nhau đi các cõi rồi, bây giờ quay quay trở lại đây để, tại có chuyện ở đây phải rủ nhau tới, đông đông chúng. Chúng sanh thời này cũng căng cường quá cho nên là nhiều ông ngộ đạo tới mới có thể giúp nổi. Thật ra chúng ta thấy một cái thời nào mà bắt đầu có 2-3 người ngộ đạo trong cái dòng pháp đó thì chúng ta sẽ nhìn ngắm cái dòng pháp đó cực thịnh. Cực thịnh. Mà không là một người hiếm có, một người thứ hai trong một cái thời, một cái đời hành đạo của một vị. Nguyện con chứng quả thành Bảo Vương, trở lại cứu độ hàng xa chúng. Tức là bắt đầu phát nguyện. Tất cả những người ngộ đạo đều có cái nguyện đó. Không chạy cõi sinh tử này. Cái vị này nguyện con chứng quả thành Phật, nguyện tu tập để chứng quả thành Phật, nhưng mà muốn trên bước đường chứng quả thành Phật á là phải trở lại cứu độ hằng sa chúng, không bỏ sót một chúng sanh nào. Hằng hà sa số chúng sanh ở 10 phương pháp giới này, nếu một phen mà cái người ngộ đạo đó mà không nghĩ tới cái chuyện cứu độ hoặc là cái việc cứu độ mà còn bỏ sót một người nào là chưa phải. Chưa phải. Thật ra là cái câu mà mình nguyện cho tất cả, cầu cho tất cả đều được thành Phật trước mình á, nó cũng không có không hơn không kém những cái câu này, không hơn kém những câu này. Tại vì trở lại cứu độ hằng hà sa số chúng là không bỏ sót một chúng sanh nào trong pháp giới mười phương, tức là tất cả chúng sanh đều phải được thành Phật. Chúng ta nhìn theo cái mắt phàm của mình về Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây hơn 2500 năm rồi, thì Đức Phật không có làm Phật sự nào trong cõi này hết á. Đức Phật đâu có làm gì đâu, ổng nhập diệt rồi đâu có làm gì đâu, đúng không? Nhưng mà không phải đâu, ổng có phút giây nào Đức Phật không làm Phật sự trong cõi này mà chúng ta không có cảm nhận ra thôi. Khi nào mà chúng ta tu tập tốt, chúng ta công phu tốt, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nâng chân đỡ bước mình, Đức Phật gìn giữ bảo bọc chăm lo dạy dỗ nuôi nấng chúng ta. Một bà bạn hiền mà hiền cỡ nào trong trần gian này cũng không so sánh được Đức Phật làm chút xíu cho mình trong đời. Nhưng mình không thấy nổi đâu, không thấy nổi được đó. Khi mà chúng ta cảm nhận được điều đó rồi, bất kỳ chỗ nào chúng ta cũng có thể quỳ, chúng ta có thể lễ, chúng ta có thể lại mà không tiếc cái thân mạng này để đền ơn Đức Phật chưa đủ. Có thể cúi đầu lại khắp tất cả pháp giới mười phương, đi đâu, đứng đâu, ở chỗ nào chúng ta cũng có thể lễ lại được để đền ơn chư Phật. Ơn lớn bảo bọc mình không hay, không biết. Đó mà là từ bi thiệt á. Đang giúp đỡ mình mà cả đời này qua kiếp nọ mình không hay đâu. Không biết là các vị từ cái thời của Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị mà hộ vệ dòng pháp của Đức Phật đã gìn giữ chúng ta trong cái dòng pháp Đức Phật á, từ đời này qua kiếp kia. Để mình tưởng hả, mình sanh tử rồi mình được trở lại gặp pháp này hả? Không dễ đâu à. Nếu chúng ta chưa ngộ đạo thì khi chúng ta bỏ thân xác này chúng ta trở lại đời sau có chắc gì chúng ta được gặp dòng pháp này đâu. Nếu không được cái sự gìn giữ của Long Thiên Hộ Pháp, không được sự bảo bọc của chư vị Bồ Tát, không được sự thương yêu của chư Phật, chúng ta thoát ngoài cái dòng của Tam Bảo. Tôi nhờ cái ơn đó gìn giữ chúng ta từng sát na một, chúng ta mới ở trọn trong đây. Mà chúng ta được ngồi yên trong đạo tràng để học đạo là cái ơn lớn của chư Phật, chư Bồ Tát. Người nào không biết ơn này nó sẽ bị mất cái phước lành của mình đó. Cho nên có những người mà nói là lý luận kiểu này kiểu kia, tức là tu Phật mà không có niệm Phật là không được chư Phật hộ niệm, là những người đang có những cái lời phỉ báng Phật. Đức Phật không phút giây nào mà không hộ niệm giúp đỡ chúng sanh đâu.
Thì nếu mà chúng ta biết được điều này, thì chúng tôi thường hay nói là trước khi chúng ta mở mắt để đón mừng một ngày mới, là chúng ta thầm cúi đầu đảnh lễ chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát và chư vị Thánh chúng, nhờ ơn của Đức Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh chúng gìn giữ để cho mình được yên trong một giấc nồng và mình được sống trở lại trong ngày mới này. Chứ không thôi ngủ đi luôn rồi. Không thức dậy nổi đâu. Đừng có tưởng là mình giỏi, mình có sức khỏe, mình ngủ, mình thức dậy. Không có. Mà có một ngày chúng ta được sống yên ổn ở đây, chúng ta cũng được sự gìn giữ, bảo bọc của các vị. Sở dĩ cuộc đời chúng ta gặp chuyện này, chuyện kia, đó là cái chuyện của nhân quả. Đức Phật phải cho chúng ta học những bài học nhân quả đó. Đó là một sự sắp xếp của nhân quả. Không phải Đức Phật không thấy đâu. Đức Phật thấy hết, biết hết đó. Nhưng mà nếu chúng ta không chạm tới những nhân quả đó, chúng ta khó tiến bộ. Chúng ta xui xèo mát mái quá, chúng ta thuận bùm xui gió quá là coi chừng chúng ta không có ai ra gì. Sanh tâm ngạo mạn rồi đó, mình tu không tới đâu, cho nên là phải bị sốc một cái cho mà đụng La Phong té rầm xuống đất một cái đã, rồi lúc đó vuốt vuốt lại tính sao. Chứ còn nếu mà chúng ta suôn sẻ quá không được. Cho nên trong cái sinh tử vô lượng kiếp của mình, từ đây cho tới khi thành Phật, là chúng ta phải có những cái bước thăng trầm thuận nghịch đó. Mà chúng ta phải học cho thuộc lòng tất cả các bài học thuận nghịch này. Chúng ta phải tốt nghiệp cái chỗ mà cực khổ, khổ mà cùng cực của chúng sanh, chúng ta phải tốt nghiệp. Và chúng ta phải cốt nghiệp cái chỗ cực vui của tất cả chúng sanh. Hai cái cực khổ và cực vui chúng ta phải đến nơi thì chúng ta mới thoát ra. Còn chưa tới là chúng ta còn thèm lắm. Chúng ta khổ chưa đủ cho nên còn tiếp tục khổ nữa. Chúng ta vui chưa đủ cho nên là chúng ta tiếp tục còn được vui nữa. Nhưng mà chúng ta đã đến tới chỗ cực vui, là đến chỗ cực khổ là hết khổ hết vui liền. Ở cái chỗ an lạc tuyệt đối bên ngoài đó. Mà tất cả chúng ta chưa ai đến cái chỗ cùng cực đau khổ. Khổ con miếng miếng thì đã khóc rồi. Khổ con chiếm siêu rồi chưa có nhiêu đâu. Cái phút giây á, nãy giờ trước tôi mà đọc cái đoạn của Ngô Thừa Ân viết về Tề Thiên á, chúng tôi rất là thông cảm cái tâm trạng của cái ông Ngô Thừa Ân cũng diễn tả mà cái lúc mà con khỉ Tề Thiên bị nhốt trong ngũ hành sơn á. Ai có trải qua một cái tâm trạng mà thao thức tâm linh mà không phá vỡ được một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, bảy ngày mới thông cảm được cái chuyện đó. Cái khổ của thế gian là hết tiền, bị gạt tình, bị gạt cái gì đó, nó chút xíu à. Tôi nói là có một chút xíu à. Có thể mình quên, có thể mình chơi, mình quên, mình vui, mình quên, mình ăn nhậu, mình quên, mình ngủ, một giấc, mình quên. Nhưng cái kia không bao giờ chúng ta rời được để mà quên một giây nữa. Cái khúc mà thao thức đó. Nhiều đêm hả là lại Phật tha cho con 2 phút rồi để con nghỉ miếng thôi, lấy sức lại cho kiểu này là kiệt sức chết đó. Cái khúc thao thức đó đó. Mà chúng ta đến cái chỗ mà gọi là tận cùng cái uất ức. Cái đó là cái gì mà mình không thể phá vỡ được. Cái đó ở đâu để mình có thể ngộ? Và muốn ngộ nó phải làm sao? Cái uất ức nó không thể cho chúng ta yên để ăn cơm, không thể cho chúng ta yên để chúng ta ngủ đâu. Hành giả mà đến cái đoạn đó rồi mới thông cảm được cái chuyện ở tại sao mà Tề Thiên ở trong đó 500 năm ăn như ăn hòn sắt nóng, uống như nước uống được nước đồng sôi là đúng không phải sai. Lúc đó thế gian này thật sự không có mùi vị à. Không có mùi vị gì cả. Cho nên là ăn không có gì ngon đâu. Không có gì là gọi là ngon đưa qua miệng mình. Uống không có gì là ngọt đưa qua miệng mình, giống như uống nước đồng sôi, như ăn hòn sắt nóng, đúng không sai. Một cái sự diễn tả công phu thao thức mãnh liệt nhất của một hành giả trong cái phút chốc chuẩn bị phá vỡ thân ngũ quẩn giống nhau. Tất cả chúng ta thấy bây giờ thì bình thường như vậy, nhưng mà đến cái độ mà chúng ta đến cái tầng tâm linh một đoạn nữa mà chúng ta chuẩn bị phá vỡ thì ai cũng phải qua một đoạn nữa đó. Người nào mà căn cơ lớn thì có thể 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, còn không phải là năm này qua năm kia luôn. Trời ơi, cái cảnh giới đó là thôi không thể diễn tả được. Cái khổ tần gian tôi nói bằng 1/1 triệu của cái người này thôi. Cho nên khi sau đó mình cũng thông cảm cái khổ mà mất tiền, mất của, mất tình, mất này, mất kia ở thế gian này. Bị sụp đổ, bị giàu, bị nghèo gì đó, mình thấy nó cũng nhỏ. So với cái người đó khúc đó nó ghê lắm. Có thể nổ cái đầu này ra bất kỳ giờ phút nào. Có thể hoại cái thân bất kỳ giờ phút nào. Có thể chết bất kỳ giờ phút nào cho cái chuyện này. Lúc đó nó không có còn đường để rút lui nữa. Không còn đường để rút lui nữa. Dễ sợ lắm. Thì khi một hành giả mà đạt tới, đã tâm mà đến cái cảnh này rồi á, tự động cuộn mình đi vào, rút luôn không được.
như một cái sức hút đi sâu vào, cho tới khi mà tan thân ở quẩn này một lần thì chúng ta thoát ra. Còn nếu không là đi sâu, càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu, càng lúc bị hút, bị cuốn, bị hút, bị cuốn. Nó có một cái lực rất lạ để chúng ta phải cuốn sâu vào cái dòng chánh pháp để chúng ta phá vỡ mình. Mà lúc đó thì khổ lắm, không ăn ngủ yên đâu. Không ai ăn ngủ yên được cái khúc đó, nó rất là dễ sợ. Thì ở đây khi mọi người mà đã ngộ đạo sẽ thông cảm được cái điều này với chúng sanh. Cho nên là dứt phát là phải phát nguyện độ sanh, chứ không có còn cái đường nào khác. Tất cả những vị mà muốn thành Phật mà không có quyết liệt để độ tất cả chúng sanh muôn loài, vị đó không thành Phật được. Có những bài phát nguyện đó. Thì bây giờ anh An là cái người bắt đầu phát nguyện trở lại cứu độ hằng hà sa số chúng sanh, đem thâm tâm thờ vô số cõi mới gọi là báo đáp ân Phật, cứu mong Thế Tôn vì chứng minh. Tức là lúc này ngài anh An nguyện đem cái thâm tâm này thờ phụng vô số cõi Phật. Biết rồi, lúc này biết rồi. Không phải Đức Phật Bổn Sư là thầy của mình ở đây là quý nữa, mà hằng hà sa số cõi, có hằng hà sa số chư Phật đã hiện ra. Thì cái thâm tâm này phải biết cung kính, cúng dường, đảnh lễ mười phương chư Phật. Trong thập nguyện phổ hiền mà cái phần thứ nhất là gì? Nhất giả lễ kính chư Phật, chúng tôi có nói tới điều này. Chứ là con nguyện từ đây cho tới thành Phật, đem bằng tất cả những tâm thành, cung kính, tôn trọng của chúng con hướng về đảnh lễ mười phương chư Phật. Nơi nào có Đức Phật thành Phật, cõi giới nào có Đức Phật thành Phật, từ thở quá khứ, hiện tại cũng như vị lai, con nguyện thành tâm cúi đầu cung kính đảnh lễ, không hề lười, khởi tâm lười mỏi, khởi một ý niệm lười mỏi lễ Phật cũng không được. Nếu mà chúng ta luôn luôn ở trong cái thâm tâm cung kính mà đảnh lễ Đức Phật, cái tâm chúng ta ở nơi tất cả các vị Phật ở mười phương pháp giới này, tâm chúng ta luôn ở trong cái cảnh giới của chư Phật khắp mười phương pháp giới này, chúng ta không có lọt xuống cảnh giới ma, không có lọt xuống cảnh giới của Bồ Tát được. Chúng ta luôn trong cảnh giới đó để đảnh lễ, để sở hữu được cái cảnh giới của chư Phật khắp mười phương pháp giới này. Khi chúng ta đã tới cảnh giới Phật rồi, không giống như bây giờ chúng ta tới nước là chúng ta phải bị ướt. Khi mà cái thâm tâm cung kính chư Phật á, tận cái nguồn cung kính chúng ta là chúng ta tương ưng tới cái cảnh giới của chư Phật. Còn nếu chúng ta mà không có đủ cái cung kính này, không có đủ cái thâm tâm, chưa đến cái nguồn cung kính Đức Phật, là chúng ta còn ở bên ngoài, chưa vô sâu đâu. Thật ra khi mà chúng ta nhìn thấy một người lại Phật, chúng ta biết. Biết lúc đó người đó bằng cái tâm gì mà lại Phật. Theo nghi lễ phải không? Tới chùa là phải lại, đốt ba cây nhang rồi xá xá lại. Hoặc là chúng ta cầu gì đó, chúng ta lại, lại để mong được cái gì đó. Chứ còn một cái lại với tất cả những thâm tâm cung kính, rung động, có một cái sự chấn động thực sự đối với Đức Phật, bằng tất cả những cái thành tâm tri ân của Đức Phật, thì lúc đó chúng ta có một sự rung động khác thường. Và cái lại xuống của chúng ta thấy bằng tất cả những cái gì đó nó toát lộ ra, thể hiện cái sự tri ân, báo ơn, đền ơn Đức Phật ngay tại cái lại của mình. Nên một người mà một lần được thọ ơn sâu này thì ngàn kiếp không bao giờ quên, triệu kiếp không bao giờ quên. Một lần chúng ta thọ cái ơn đó, cho nên là bất kỳ giờ phút nào cái người đệ tử cũng có thể cung kính đảnh lễ thầy mình vì cái ơn sâu này. Nên A Nan ở đây bắt đầu đem cái thâm tâm thờ phụng vô số cõi Đức Phật. Và vô số cõi ở đây là có những Đức Phật thành Phật cũng như có những Đức Phật chưa thành Phật, là những chúng sanh như chúng ta. A Nan cũng đang phát tâm phát nguyện là thờ phụng, phụng thờ là một sự tôn trọng cung kính tất cả chúng sanh. Vì sao? Vì ngài đã thấy rõ tất cả chúng sanh không khác ngài, không khác chư Phật mười phương. Ngài thấy điều này, nhưng có điều là chúng sanh đang sở hữu cái tâm hành chúng sanh chưa buông ra thôi. Khi mà chúng ta không còn sử dụng cái tâm hành của chúng sanh nữa thì chúng ta đồng đẳng với mười phương chư Phật. Anh đang thấy được điều này mà mới phát nguyện là đem thâm tâm thờ vô số cõi, tất cả cõi nước mười phương, ngài anh đang rất là tôn trọng cung kính lại lại. Thì điều này một người không còn ngã chấp mới có thể làm được. Chứ còn người ta đã ngộ đạo rồi, đã thị giả cũng Đức Phật, phải không? Ngộ đạo rồi, rồi bây giờ cúi đầu cung kính với một cái đứa trẻ 1-2 tuổi làm nổi không? Khó lắm. Nếu còn bản ngã chúng ta không thể làm nổi. Giống như bây giờ kêu ông tổng thống mà đi xuống rồi cúi đầu trước đứa trẻ là chắc chắn là không làm nổi rồi. Không làm nổi đâu.
Nên là khi mà người tan biến được ngã chấp rồi thì họ có thể cúi đầu đảnh lễ khắp mười phương pháp giới này, trùng kiến tất cả những cây cỏ lá hoa trời đất trăng sao này họ một lượt đảnh lễ được hết, mà cúi đầu đảnh lễ bằng tất cả những niềm tri ân của mình và một sự rung động tri ân thật sự, chứ không phải là vì nghi lễ. Người nào làm được cái đó một lần trong đời mình thì biết rằng cái ngã mình nó mất rồi, ngã mất mới có thể làm được. Và khi mà đã phụng sự cung kính tất cả chư Phật, chư Phật ở mười phương và tất cả chúng sanh muôn loài ở vô số cõi đó đó, người làm được như vậy mới gọi là gì? Báo đáp ơn Phật. Chứ không có làm chuyện khác để báo đáp ơn Phật được. Cái phụng sự chư Phật, cúng dường, phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Làm lợi lạc chúng sanh mười phương tức là cúng dường chư Phật, đền ơn báo ơn Đức Phật. Cuối mong Đức Thế Tôn từ bi chứng minh cho con. Tức là ở trước mấy cái, bốn cái câu trước diễn tả cái cảnh giới, Ngài trình bày tức là một cái chỗ Ngài đã thấy được Đức Phật là một đấng diệu trạm thống trì rồi, và Ngài thấy được Lăng Nghiêm là một cái bản kinh mà không thể so sánh được. Đồng thời Ngài cũng nói được là không nhờ cái bản kinh đó, nhờ Đức Phật mà Ngài trừ được tất cả những cái vọng tưởng điên đảo trong hằng hà sa số kiếp của mình, nhưng không phải trải qua A Tăng Kỳ kiếp như người ta nói. Bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, tức là không trải qua ba A Tăng Kỳ kiếp mà bây giờ được pháp thân. Tức là trình bày cái chỗ sở ngộ của Ngài. Và Ngài bắt đầu phát nguyện. Nguyện là được thành Phật, tức là nguyện con chứng quả thành Bảo Vương. Thành Bảo Vương Tam Muội tức là thành Phật. Rồi trở lại cứu độ hằng hà sa số chúng, đem thâm tâm phụng thờ vô số cõi mới gọi là báo đáp ơn Phật. Cúi mong Thế Tôn vì chứng minh cho con. Và đã bắt đầu Ngài phát nguyện tiếp nè. Đời ác trược con nguyện vào trước, nếu một chúng sinh chưa thành Phật, trọn không chứng nhập quả Niết Bàn. Một cái phát nguyện thứ hai nữa, rõ hơn cái phát nguyện trước. Ha. Tức là trong đời ác trược này, trong đời của chúng ta là gọi là gì? Ngũ trược ác thế, phải không? Là kiến trược nè, kiếp trược, kiến trược, vô minh trược, phiền trược. Thì trong cái ngũ trược ác thế này, tức là trong cái cõi giới của chúng ta đang ở, Ngài nguyện Ngài trở lại. Nguyện trở lại trước, xông pha đi trước, chứ không phải là đi theo sau nữa. Thế bây giờ ai sợ sanh tử, phải không? Khi mà nhận đạo lý rồi, nguyện là rời khỏi cõi ta bà để về cảnh giới cực lạc, về cảnh giới niết bàn, về cảnh giới này, về cảnh giới kia, vân vân. Nhưng mà Ngài A Nan thì không. Ngộ đạo rồi, nguyện trở lại đây liền. Tại vì sao? Là những cái con người đã từng chung sống, đã từng chia sẻ với mình, đã từng gia ơn của mình, chúng ta đã thọ ơn trong tam giới này nhiều nhiều quá rồi. Bây giờ khi mà chúng ta đã có lực, có sức, thì chúng ta phải quay lại để đền ơn và báo ơn. Đó là một cái sự thật của tất cả những người thấy biết đạo lý. Khi một người thấy biết đạo lý, họ sẽ thấy được cái ơn to của mình. Trong tứ trọng ơn, người đó phải nhận ra liền. Ơn Phật, ơn chúng sanh, phải không? Ơn Thầy Tổ, ơn Phật, ơn Thầy Tổ, ơn chúng sanh, ơn cha mẹ, ơn quốc gia, thủy thổ, người đó thấy rất rõ. Cho nên là không bỏ cõi này mà đi đâu. Những người ngộ đạo thiệt là không bao giờ bỏ cõi này đi đâu. Bỏ đây chạy trốn thì phải câu lại. Cho nên Ngài A Nan là phát nguyện cái đời ngũ trược ác thế này, nguyện là xông pha đến trước, nguyện trở lại, phát nguyện trở lại. Ai đi đâu đi, Ngài A Nan đang còn ở lại đây. Chưa biết là có ngồi trong đây không. Chứ Ngài đã có trong cái cõi của chúng ta. Ngài không có đi đâu. Là phát nguyện chứ rất là chân thành. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, trọn không chứng nhập quả Niết Bàn. Anh em ghê gớm chưa? Nếu còn một chúng sanh nào trong cõi nước mười phương này mà chưa thành Phật, thì Ngài thề là không chứng Niết Bàn, không yên ở trong Niết Bàn, vẫn còn lặn lội trong sanh tử để cứu độ chúng sanh. Vậy là chúng ta yên tâm rồi, phải không? Yên tâm. Phật cũng thương mình, mà Ngài Anh em cũng quay lại với mình, chung quanh mình. Chưa biết là mình gặp ổng ở kiếp nào, hay là chúng ta đã đang gặp rồi không biết. Thì cái vị đó đang có mặt trong đời này của chúng ta. Thật ra trong sinh tử vô lượng kiếp, mình chắc chắn là có Phật và Bồ Tát ở bên cạnh để dìu dẫn mình, chứ không có chạy đâu được. Chúng ta yên tâm, không? Chúng ta bảo đảm là không bao giờ đi lầm lạc. Tại chư Phật, chư Bồ Tát đã phát nguyện này. Thực sự á, nói là nói những vị phát nguyện như thế, mà các vị không phát nguyện, các vị cũng đã làm. Chư Phật mười phương cũng đã từng làm đối với chúng sanh ở mười phương pháp giới này. Không phút giây nào chư Phật, chư Bồ Tát không làm những điều này đâu. Nhưng mà những người mới ngộ đạo luôn luôn có những phát tâm quyết liệt này. Và ở đây Ngài A Nan phát nguyện là nếu mà còn, đó, bây giờ mình còn làm mê là chắc chắn Ngài A Nan không có nhập Niết Bàn đâu, đừng có sợ. Thế nào chúng ta cũng được gặp.
Đó là một tin đáng mừng cho mình, phải không? Đại hùng, đại lực, đại từ bi, ngưỡng mong xét trừ lầm vi tế, khiến con xứng chúng sớm chứng vô thượng giác, ngồi đạo tràng khắp cả mười phương. Tức là đây một lần nữa Ngài A Nan cầu khẩn Đức Phật. Ngày xưa chúng tôi đọc cái đoạn này, chúng tôi không chấp nhận Ngài A Nan. Và lúc đó tại vì mình cũng chưa có hiểu hết Ngài. Tại sao ngộ đạo rồi mà còn cầu khẩn Đức Phật? Tức là đầu cầu khẩn đại hùng, đại lực, đại từ bi, ngưỡng mong xét, xem xét Ngài A Nan còn có cái vướng mắc gì trong cái vi tế hoặc của chính mình, và dứt trừ giùm con. Một người hết sức khiêm tốn và hết sức cung kính thầy mình. Chỉ có cái tuệ giác của Đức Phật mới dứt trừ được tất cả những vi tế hoặc, trần sa hoặc và hoặc nghiệp của chính mình. Đức Phật là người dứt hết lậu hoặc rồi, thì người đó mới có đủ trí tuệ, mới có thể soi xét được chúng sanh còn kẹt trong cái hoặc nào để chỉ điểm cho phá vỡ. Một lần ngộ đạo chưa sạch hết, đó là điều chắc chắn. Là nhiều đời nhiều kiếp đã lăn lộn trong sanh tử quá trời, bây giờ ngộ đạo một cái tan biến không hết, có tan biến nữa cũng còn lẫn cợn một vài số. Thì nếu mà một vài số, một vài điều đó được một cái bậc trí tuệ như Đức Phật chỉ điểm thì rất là nhanh, rất là nhanh, rất là mau. Cho nên những cái vị ngộ đạo khôn nhất là phải tìm cách gần thầy mình, đặng đỡ mất thời gian. Những người nào mà trong đời này mà lỡ mà chúng ta được ngộ á, mà cái duyên phước chúng ta nó không có được gần thầy, đó là một điều phải nói là rất là buồn cho vị đó, cực lắm. Trải qua những năm tháng không có người chia sẻ, không có người thông cảm với chúng, với người đó, không có người nào có thể tâm sự được cái chỗ này hết, gần như đơn độc. Nhưng cũng may, cũng may là họ rớt trong cái cảnh giới nó còn cô đơn như người khác, đã được mười phương pháp giới một lần hiện ra rồi, không còn cô đơn nữa. Đối với cõi phàm là không người chia sẻ, không người chia sẻ, nhưng họ đã được cái dung thông pháp giới kia rồi, được cái an lạc đó rồi, sống trong cái an lạc đó. Và ra chính cái chỗ này ngài Quyền Giác, Ngài Quyền Giác cũng thấy được chỗ này, cho nên ngài là ngài nói một câu rồi sao, là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả, thường du niết bàn lộ. Tức là thường đi một mình, thường đứng một mình, mà người đạt được cái ở một mình đó đó thì người đó giao du ở đạo lộ niết bàn, luôn ở trong cái cảnh giới an lạc thực sự. Chúng tôi hay nói một cái câu thế gian một chút, là mình biết chơi với chính mình được, mình tự tại được với chính mình, tự an lạc với chính mình được, thì người đó mới được gọi là cái người tự tại trong đạo Phật, tự tại với cuộc đời của mình. Và người đó sống giữa cuộc đời này không còn lầm lẫn nữa. Còn ngồi mình có thể, thực sự thì mình rất khó tự tại với chính mình, chịu không nổi với mình đâu. Mình là một cái gì khủng khiếp ở bên trong. Ngồi một mình rồi mới thấy là nó khó chịu, nó rọ rãi. Bữa nào đóng cửa ở mình biết liền. Nó không đóng cửa ra nha, đừng có thèm nói, đừng có thèm làm, đừng có làm cái gì hết trơn. Ngày đó cứ ăn rồi kêu người nhà tới giờ, cứ bưng cơm bỏ đó, chừng nào mình ăn mình ăn, đừng có gõ cửa, đừng kêu, đừng có nói gì tới mình hết á. Rồi cho tổng mình cũng đừng tọa thiền, cũng đừng có tụng kinh, đừng có lễ Phật, đừng có làm cái gì luôn, ở không đi. Không thì mới thấy là mình ra làm sao. Lúc đó mình mới thấy mình là cái người hiền hay là người dữ. Lúc đó mới nhận ra được bộ mặt của mình. Và khi nào mà mình tự tại được với chính mình trong những cái phút giây riêng tư đó, trong cái lúc độc hành độc bộ đó, ở riêng một mình, và chúng ta một mình ở giữa pháp giới này một cách tự tại, thì lúc đó chúng ta sẽ rất là vững khi chúng ta đi vào đời. Còn nếu không là chúng ta vào đời vẫn bị loạn, vẫn bị nhiễm. Không tự tại được với chính mình thì ra đời bị nhiễm. Đó là một điều để chúng ta phải biết. Riêng Ngã Nan, Ngài biết rằng khi cái thấy của mình, mặc dù là cái thấy như hồi nãy giờ diễn tả, đã ngộ rồi, đã thấy biết tới nơi tới chốn rồi như vậy, nhưng mà chưa sạch hết. Ngài cũng tự biết, một người hết sức là khiêm tốn. Chứ không phải ngộ đạo thấy mình thành Phật, bằng Phật rồi. Tại vì chỗ đó dung thông pháp giới mười phương, đồng cảnh giới của chư Phật, nhưng mà vẫn thua kém thầy mình. Vẫn còn có một người để chúng ta cung kính lễ lại. Thì dù chúng ta là cái gì nữa, trên đầu chúng ta vẫn còn Phật. Đó là một bài dạy mà cho tất cả những vị mới ngộ, thực sự mới ngộ rất ngạo. Mình dùng cái từ ngạo không đúng, nhưng mà các vị không có coi cái gì ra gì hết. Nó là
cái cuộc đời này cả pháp giới này, pháp giới là lúc đó không có còn cái giá gì với người đó nữa, không có chỗ, không có chỗ gì để có thể tồn động lại được. Nhưng chỉ còn một cái là thầy, trên đầu mình vẫn còn thầy, đó là Đức Phật, để chúng ta có thể cúi đầu lễ lại. Cái gì cũng có thể bỏ, đừng có làm, nhưng mà lại Phật thì đừng có làm ơn, đừng có bỏ. Nhắc nhau điều này tại vì trong cái cõi này chúng ta còn ở lại, trở lại đây mang cái thân phàm. Thế là nếu mà tính về cái cõi giới của một chúng sanh thì rõ ràng là chúng sanh vẫn còn đang thọ ân Phật. Nó đang thọ ân Phật lớn lắm. Từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta đang thọ. Chúng ta đang nhận được cái ân sủng đó. Nhưng chúng ta phải biết tri ân. A Nan là cái người trí tuệ thực sự. Khi nhận biết đạo lý rồi, thấy có những cái mà mình không đủ trí tuệ để có thể đào sâu trong tâm thức mà phá vỡ, thì cầu Đức Phật. Chính Đức Phật là cái người đại hùng, đại lực và đại từ bi. Với cái trí tuệ, cái hùng lực của Đức Phật, thì Đức Phật mới đủ thấy rằng những cái vi tế nhỏ nhiệm trong tâm thức của chúng sanh đang gợn lăng tăng như thế nào. Tuệ đó mới có đủ thấy nổi. Chúng ta cũng có thể thấy, nếu chúng ta được ngộ lâu, tức là cái phút giây này thì chưa có đủ gì đâu. Phút giây này nó phá một cái lần, gần như là tiêu tan nghìn mảnh tâm thức của mình rồi, nhưng mà vẫn còn động lại một số điều. Thì người đó phải sống ở trong cảnh giới này một thời gian rất dài mới tự gột sạch được mọi cái. Còn không là nó vẫn còn lẫn cận, vẫn còn lẫn cận hoài. Ở đây Ngài A Nan cầu Đức Phật phá vỡ dùm những cái nhỏ nhiệm vi tế trong tâm thức. Nên cái các vị mà chịu khó nghe cái băng chúng tôi mới vừa nói ở Mỹ Tho hôm thứ Bảy tuần rồi á, chúng tôi có đọc một cái bài phát nguyện đó. Ở đây nếu ai mà có cái phát tâm á, thì nghe lại đoạn đó để đánh máy cho, truyền tay cho quý Phật tử cái bài phát nguyện đó. Trong bài phát nguyện đó thì chúng tôi nói là cũng phát nguyện là để tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, quan khiên trái chướng, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Tiêu trừ những vi tế hoặc trần sa hoặc, hoặc nghiệp lậu hoặc và vi tế ngã chấp nè. Ở đây Ngài A Nan cũng cầu Đức Phật, ngưỡng mong Đức Phật xét và trừ cái vi tế hoặc đó. Trừ vi tế hoặc đó. Rằng bất kỳ một người tu nào phải thấy được cái chiều sâu hoặc của mình thì mới thấy hết cái lầm mê trong sanh tử. Còn không là thấy không hết, quét không sạch. Giống như là sao? Trong khi mà tôn hành giả đã bắt đầu ngộ đạo rồi, tức là lật ngũ hành sơn rồi, thì trên đường đi gặp bất kỳ cái con ma nào hiện ra, đúng không? Thì giết, giết xong rồi thôi, còn đập nhà, đập cửa, phá ổ, phá động người ta nữa. Có những người nói, ủa sao mà cái bản của Ngô Thừa Ân nói tới đạo Phật từ bi quá mà sao giết người còn đốt nhà, giết tận hang ổ luôn. Đập phá sào huyệt của ma không có còn sót à. Coi Tề Thiên là đập chết rồi là về đập nhà mày luôn chứ không có để mày ở đâu. Tại sao vậy? Đây là chính cái chỗ này nè, chỗ gốc gác. Tức là khi một hành giả sau khi ngộ đạo rồi á, mà một nghiệp tập phiền não khởi lên á, mà không dứt từ đó tận nguồn của nó còn khởi lại. Ví dụ như bây giờ chúng ta tức một người đó, mà chúng ta tu không có tốt là mai nhớ lại tức nữa. Tôi không tốt mốt nhớ lại tức nữa. Ngày nào đó quên năm tháng ba tháng nhớ lại tới người đó tức nữa, tức hoài, tức là hang ổ nó chưa phá vỡ. Chúng ta tức rồi cái chúng ta niệm Phật, hay chúng ta tọa thiền gì đó để cho qua cái cơn tức đó, cái mốt nó tức lại, cái niệm Phật tọa thiền cho nó qua cái mốt rồi cái sám hối, mốt uống nước lạnh. Làm đủ điều nhưng mà làm bên ngoài không có phá tận hang ổ giống như Tề Thiên. Thật ra khi một người đã có cái khả năng lật đổ được ngũ hành sơn như là Tề Thiên rồi, đã trở thành một hành giả rồi, thì người đó thấy tận hang ổ móng khởi của nghiệp tập của chính mình mà nó phá tận nguồn đó không còn sót. Cho nên là giết yêu tinh và phá động yêu tinh chứ không có để. Giết xong là phá động liền chứ không có để là còn sanh yêu tinh mới. Đó là cái công phu tuyệt vời của một hành giả. Các bạn đó không có nói chuyện bên ngoài, chỉ nói chuyện nội tâm thôi, nhưng mà ta gặp người ta đọc người ta nghĩ là cái chuyện mà đánh phá ma quỷ đồ đâu bên ngoài cõi nào. Để rồi cái người tu Phật, cái niệm A-di-đà Phật mà bây giờ giết người mà còn đốt nhà người ta nữa thì ác quá. Có nhiều người bình phẩm vậy. Tôi nói không phải, hiểu vậy hiểu lầm, tội nghiệp cho ông Ngô Thừa Ân. Ông diễn tả những cái cảnh giới của tự tâm mình. Mỗi một lần một nghiệp tập phiền não xảy ra là phải dứt trừ vô tận nguồn, không còn được tái diễn trở lại. Một người sau khi ngộ đạo rồi, cái công phu của họ rất đặc biệt vô cùng.
Tức là thấy dường như họ nhàn nhàn, họ chơi chơi, họ giỡn giỡn, họ ăn, họ ngủ bình thường lắm. Nhưng mà những cái ý niệm ví dụ như tức một người nào đó với một cái chuyện nào không cần biết, họ có một cái thoáng hơn thua mà nghiệp tập khởi lên á, họ tức người đi đó. Nhưng mà họ nhận biết được rồi là sạch sẽ, không bao giờ tái diễn lại. Tức là tôi nói là cái lực sống của một thiền sư giống giống như cái chuyện của bà già đốt am á. Giống như cái chuyện là bây giờ chúng ta bị tát một tát vô mặt rất là đau, nhưng mà chúng ta quay lại nhìn người đó, chúng ta cười một cách trọn vẹn chứ không phải cười méo méo cái miệng. Bảo đảm là cười trọn vẹn, tức là không lưu trữ bất cứ một cái hình bóng nào cũ hết á. Mới gọi là diệt tận nguồn của yêu ma yêu tinh. Tất cả những nghiệp tập phiền não sau khi một người sáng đạo á, tức là khi ngộ tánh rồi, giống như Tề Thiên là đã lật ngũ hành sơn rồi, tức là ngũ quẩn dây không rồi, thì từ đó trở về sau mà Tề Thiên giết ai là không có còn sót ma con, ma dân, ma quân gì, giết hết, giết sạch hết, không sót cái nợ đó. Thì vậy là từ đó về sau tất cả những cái móng niệm mà hơn thua, buồn, thương, giận, ghét của mình mà khởi lên là sạch sẽ, không tái diễn lại nơi tâm của một hành giả tu tập. Đó là cái kiểu giết ma của Tề Thiên. Ma tâm của mình hiện khởi, yêu tinh tâm của mình hiện khởi, quỷ trong tâm của mình hiện khởi là giết cho mày không còn chỗ để móng. Đó là cái lối diễn tả công phu của một cái hành giả sau khi ngộ tánh. Chúng ta nên biết điều này chứ không phải là nói chuyện quýnh ma quýnh quỷ bên mày theo cái kiểu diễn tả đó đâu. Thì ở đây chính anh em cũng thấy được cái điều này, cho nên anh em cầu Đức Phật là phải xem xét lại và dứt trừ giùm cái phi trế hoặc đó, để khiến cho sớm chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Anh em cũng sợ là kéo dài sanh tử quá. Phải soi sáng để chứng nhập được. Khi chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, sao là ngồi đạo tràng khắp cả mười phương, tức là ngài bắt đầu thuyết pháp cho mười phương pháp giới nghe. Đó, một người mà thấy hiểu đúng đạo Phật thật rồi thì họ đợi sao? Giác ngộ toàn triệt rồi mới giáo hóa chúng sanh, chứ còn chưa thì đừng lên. Ngài đã thấy rõ rồi, tại vì cái hồi mà ngài rất là giỏi, phải không? Nếu mà nói về học thức thì không ai từ xưa giờ trong lịch sử nhân loại chưa có một người nào thông minh so sánh được với ngài này. Chỉ cần nghe Đức Phật nói qua một câu là rất là thuộc, nói cả một cái bài pháp mấy tiếng đồng hồ ngài A Nan thuộc không còn sót nửa chữ nữa. Trong kinh diễn tả là ngài A Nan nhớ những cái lời dạy của Đức Phật trong suốt 49 năm, y như là bưng chén nước này mà rót qua chén nước kia không rớt ngoài nửa giọt, không sót một chữ nào khi Đức Phật giảng. Thông minh đến mức độ đó thì ngài đã đủ hiểu cái thông minh không giải quyết được vấn đề của mình rồi. Không giải quyết được, cho nên là cái chuyện mà phải vướng mắc với ma đăng già trong đầu kinh Lăng Nghiêm là phải xảy ra đó, với mọi người có kiến thức, phải không? Phải xảy ra thôi chứ không có chạy đâu mà thoát. Bây giờ ngài cũng thấy rồi, với cái trí tuệ của mình mà từ trước giờ nhiều đời giờ kiếp quân tập học hiểu để có đủ cái thông minh mà hiểu thuộc hết cái giáo pháp của Đức Phật rồi, và bây giờ có đủ cái duyên lành để ngộ đạo, nhưng mà cũng còn dè dặt nghi ngờ, hết sức là khiêm tốn, tức là phải khiêm tốn rồi. Có những cái chắc là cái trí tuệ mình thấy không ra, cho nên cầu Phật giúp giùm. Và khi cầu Phật giúp giùm để cho mình thành tựu được đạo quả, và thành tựu đạo quả xong mới nghĩ cái chuyện giáo hóa, ngồi đạo tràng khắp mười phương pháp giới, sẵn sàng đi mười phương pháp giới để cứu độ chúng sanh, chứ không phải thành Phật là nhập niết bàn, ở yên một chỗ. Đây là tâm lượng của một cái vị đã sáng đạo. Thì ngài phát nguyện thêm nữa là tính hư không có thể tiêu mòn, nhưng mà tâm kiên cố không hề lay động. Tức là từ đây ta tới thành Phật, mà cái chuyện mà thuyết pháp mà độ sanh cứu giúp chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này, dù hư không này có thể tiêu mòn, nhưng mà cái tâm lượng, cái nguyện lực này không thể mòn, không thay đổi, không lay động, bất động còn vững hơn hư không. Thật ra hư không thì không thể thay đổi được rồi, không, hư không thì không thể nào tiêu mòn được rồi. Bây giờ tất cả chúng ta không bao giờ có cái khái niệm nào mà gọi là tư hư không có thể tiêu mòn, có thể tiêu hao được. Cái mà không thể thay đổi, nhưng mà ngài A Nan ví dụ cái đó dù có thay đổi đi nữa, nhưng mà cái tâm lượng thương yêu và cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài của ngài, ngài phát nguyện ngồi đạo tràng mười phương pháp giới này cứu độ chúng sanh là không hề thay đổi. Dù có xuống đây có cực khổ như thế nào, có bị vất vả gian truân như thế nào, ngài cũng vẫn giữ cái tâm đó để mà độ sanh, không lay động. Đó là cái bài phát nguyện của ngài A Nan. Và chúng ta bữa nay chắc cũng kết thúc cái buổi nói chuyện này. Thì mong rằng tất cả chúng ta có một cái phút giây thực sự thâm nhập được cảnh giới Phật pháp, giống như cái sự diễn tả cái đoạn đầu của bản kinh này. Thì chúng ta mới có thể thông cảm được cái cảnh giới của chư Phật thực sự, của chư Đại Bồ Tát, những cái bậc giác ngộ có đến chỗ nào. Nếm được hương vị đó rồi thì đời này và đời đời kiếp kiếp chúng ta
là cái người rất là dũng mãnh để xông pha trong sanh tử mà độ chúng sanh cho tới khi chúng ta thành Phật. Còn không trở lại đây chịu không nổi. Rồi bây giờ hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ đạo vô thường thể